bạn có đầy đủ các bộ phận rồi, mặc đúng chỗ là được rồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em tên là Hứa Kiến An, năm nay 24 tuổi. Hiện đang làm việc ở 150/11 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Rõ gì luôn đó. Làm việc gì bạn Kiến An? Dạ, em đang làm thợ tóc. Quê ở đâu? Dạ, em quê ở Gò Vấp. Ở đâu? Gò Vấp, quê Gò Vấp. Bao nhiêu tuổi bạn An? Dạ em 24 tuổi chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em chào xin bạn. Chào quý vị khán giả. Em là Bùi Thị Hồng Ngọc, em hiện là nhân viên văn phòng. 25 năm là chưa từng bị đá lần nào chị. Ủa chưa từng có người yêu luôn? Dạ. Tại hiền quá chị, cái loại mà thấy mấy bạn nam mà em không sợ luôn. Ủa kỳ vậy. Mà hiện giờ có muốn có bạn trai không? Em cũng muốn có được mối tình đầu tiên vào cái tuổi này. Là hồi đó giờ chưa nắm tay không hết gì trơn luôn hả? Dạ chưa từng luôn chị. Trời ơi. Thôi, gì vậy? An ơi. Dạ. Bạn gái lớn hơn mình tuổi có sao không em? Không, khoan nha. Em gái bên kia là em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 92. Em sinh năm mấy? Dạ 92. 92 với hai người cùng năm mà sao? Vậy là người khai tuổi ta, người khai tuổi Tây rồi. Trời ơi, may tôi hỏi lại chứ không à. Vợ chồng cùng tuổi là coi như là hợp là làm ăn lên luôn. Vợ chồng cùng tuổi giàu là tiên năm đời. Ông bên đây người ta chưa có mối tình nào, nhưng mà bạn trai mà làm tóc nha là tiếp xúc khách nữ rất là nhiều. Rồi rồi, nhưng mà làm tóc cho người ta nữa. Chưa đó. Chắc nha Tường. Em nói vậy tội nghiệp cho mấy bạn làm tóc. Dạ thì em làm tóc nhưng mà khi mà mình cười á, người ta kêu mình giữ. Sao kỳ vậy? Mà thấy vậy xong rồi mình nghiêm thì ta kêu mình giữ. Khi mà em nói chuyện nhỏ nhẹ thì người ta kêu em là 3D. Mà nói nhiều quá người ta kêu em bị tổn. Cái gì? Bị tổn là khùng á. Bị tổn là khùng hả? Trời nay từ này lạ nha. Nhưng mà cuối cùng mình xác định mình đi, mình lạ gì? Em là thẳng luôn. Thẳng là sao? Nói chung là em bình thường thôi ạ. Nhưng mà hồi đó giờ có bạn gái chưa? 3 mối tình nè chị. Có hung bạn gái chưa? Dạ cái đó có. Ủa rồi sao chia tay? Em làm tóc thì nhiều khi em cũng nóng quá. Là gọi là sao? Cái gì nói gì không hiểu, làm tóc mà nóng quá là sao? Là như khi mà em tập trung quá chị, một cái kiểu tóc sai á thì em gọi là bực mình, khó chịu trong người á. Mà lại hỏi em bực. Làm cự luôn à. Còn như ngoài công việc là muốn sao cũng được á. Bạn nữ, bạn có hỏi trong lúc anh ấy cắt tóc hay không? À, em cũng ít nói, em ít khi làm phiền người ta lắm. À, bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em lấy hình mẫu là ba của em á chị. Dạ. Lúc nào cũng làm, việc gì cũng muốn làm á. Và thương vợ. À, cái quan trọng là cái thương vợ đó. Em có đặt ra cái chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Dạ thì ảnh có đầy đủ các bộ phận rồi, mặc đúng chỗ là được rồi chị. Đầy đủ các bộ phận mà còn mặc đúng chỗ nữa. Ủa mặc thật chỗ là mặc sao? Hả? Cái vụ này lạ nè. Mà anh thấy cô gái này dễ thương vậy mà chưa có mối tình anh ấy ngạc nhiên quá. Dễ thương luôn. Em cảm ơn. Để em coi kiểm tra coi có bộ phận nào nó bị mọc đúng chỗ nha. Rồi được rồi. Anh kiểm kỹ giùm em. Em đứng lên thì banh cái coi. Đứng lên coi. Tất cả các bộ phận có đầy đủ không? Dạ đầy đủ anh. Có đúng chỗ không? Dạ đúng. Cái này phải khai thật nha. Về kiểm tra thiếu gì độ thừa tôi mệt lắm à. Dạ không có thiếu anh. Chắc chắn 100% ha. Dạ. Cô bên kia dễ thương lắm. Bây giờ á, cái mẫu người của em trai là như thế nào? Mẫu người của em là đơn giản thôi. Là đừng sao? Có cầu kỳ quá. 1m50 vẫn được, mập hay ốm gì đó cũng không quan trọng. Mình làm tóc mình phải cầu kỳ xíu chứ. Bởi vì em làm tóc cho nên em hiểu bây giờ người ta phá tóc nhiều hơn là làm. Không sao anh không hiểu. Là như nhiều người đi làm tóc nhiều quá cho nên cái tóc người ta bị hư nát luôn. Em nói gì ai tới tiệm em làm tóc. Rồi em coi như tóc chị vậy là nát hay là bấy hay là còn nguyên? Bấy luôn. Trung bình yếu chị. Tào lao. Thiệt chứ bộ, nói đúng á. Tóc thì nó tàn tàn tác hết rồi đó. Anh không phải thầy tóc nhưng mà thấy sấy hoài đó. Thì tóc nó đúng là yếu rồi đó. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình muốn tiến tới hôn nhân? Thì quan trọng là người con gái đó phải cùng em đi á. Đi đâu? Đi hớt tóc rồi. Chung chỉ cần hiểu cho cái ngành em thì bao lâu cũng được. Hay à. Nấu ăn gì không? Dạ biết ạ, em có biết nấu ăn. Còn những món nào mà không biết thì em sẽ lên mạng Google. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng có ông Google cũng chỉ giùm đúng không? Dạ. Hôm nay An có đi với ai không? Dạ em đi với thầy em với lại học trò em.
Thầy là thầy dạy gì em? Dạ thầy dạy tóc. Thầy dạy tóc mà cũng ít tóc quá ha. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. An thì hiền, có trách nhiệm, mà riêng thì có cái khuyết điểm. Nói đi, nói luôn đi thầy ơi. Dễ dụ lắm á chị. Ủa dễ dụ là dụ gì? Như, ai nói sao thì An nghe vậy rồi chị. Mượn tiền đồ cho không? Chắc hết luôn á chị. Ủa vậy luôn á hả? Thiệt luôn hả? Hiền lắm chị. Thành ra nói bị dụ hoài ha. À, dễ đào tạo, dễ nhưng đào mới tạo. Có vợ xong thì không có bị dụ, dễ dụ nữa nha. Bạn nữ này thì cũng dễ thương, cũng mong cho hai bạn sẽ đến với nhau được ạ. À, cảm ơn thầy. Bạn nhiều. Hôm nay em đi với mẹ và chị dâu ạ. Dạ chào cô. Chào Cước Tường. Cô thấy bạn An bệnh sao cô? Tôi không biết nữa. Em đã không biết rồi, em hỏi cô không biết luôn. Vậy ai biết giờ cô? Tại vì chỉ muốn cho con mình hạnh phúc thôi. Tâm đầu ý hợp này thì đến với nhau thôi, chứ là cô mà không biết sao. Dễ quá. Cái Ngọc của hồi xưa tóc dài lắm á, dài tới mông luôn á. Mà nó dài cứ vậy đó hả? Dài lắm. Sao cắt gì cô? Nó xin cắt thay đổi. Khoan xí đi, cái này cái gì vậy? Đây là tấm hình ngày xưa chứng minh là tóc em dài như. À bây giờ đưa ảnh thiết kế nè, đây anh đưa thiết kế giùm coi nha, là đó. Để tôi coi vậy. Coi kiểu nào là phù hợp. Tóc dài dễ sợ, đẹp. Đẹp quá ha. Nhưng mà chưa cho coi đâu. Em thử hình dung trong đầu em sẽ gặp. Ủa chưa cho coi hình luôn hả? Chưa, dễ gì. À nói chung là chắc cũng cao cỡ lỗ tai của em. Xem thường đối phương. Ổng cao nhiêu mà ổng nói người ta cao cỡ lỗ tai ổng? Có mét mốt mà nói cao lỗ tai. Thôi giờ để kéo màn lên cho nó bất ngờ chút xíu nha. Kéo màn lên. Rồi, hai người gặp mặt. Gì vậy? Gì gãi đầu vậy? Anh ngoài tặng. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm nhận sao? Đừng nói quen vô cắt tóc rồi nha. Nói chung là đúng mẫu người mà em. Trời giật mình. Sao nữa? Nè còn hơn nữa nè. Thấy sao? Thấy cái nào hợp hơn? Hả? Thì nói chung em thích mẫu người vừa rồi á. Ủa cái gì vậy? Ý là nói chồng còn á đúng không? Mất ma mất mép đúng không? Bây giờ cười hoài khoái chí rồi. Giờ thích cái người trong hình vậy hơn hay là thích người vậy hơn? Người vậy thì cá tính hơn. Tóc nào là hợp với mặt hơn? Có lẽ tóc này. Vậy bây giờ cuối cùng em thích cái nào? Thích. Cái này thì hợp, dù thích cái này hơn. Tuốt lên nữa là đẹp nữa. Rung quá. Thôi nhảy hip hop cho hết rung đi. Bạn trai tôi biết là nhảy hip hop hay lắm. Chuẩn bị nhạc nha. Đó, cái này có thể thể hiện được nè. Trời ơi. Ê, đừng xuống sân khấu luôn đi. Ghê không? Bị mấy người trước hút chất. Nuôi không kỹ. Đừng hút chất của anh nha. Nói chung là giờ anh cũng biết nói gì hết, nhưng mà hoàn hảo. Dạ em cảm ơn anh. Nói xét nó đánh xuống. Đúng rồi đúng không? Cái này ta gọi là xét đánh nè. Đánh choáng váng luôn vậy đó. Dạ quên hết. Quên hết đúng không? Thôi bạn nói cảm nhận về chàng trai này đi. Giờ anh biết gì nói rồi đó. Em thấy anh cũng năng động, cũng dễ thương. Gãi hoài chưa tắm hả? Gãi bắt. Nói đi. Gãi hoài luôn à. Nếu như mà em có bấm nút á thì chỉ cần alo anh Tiến, từ tóc, trang phục tới giày dép là anh lo được. Ủa vậy thôi hả? Lo như đó thôi hả? Không vậy cũng nhiều quá anh kệ. Đầu tiên cái tấm lòng vậy là mình ghi nhận được rồi. Rồi sao nữa, tính tới chuyện dài hơn đi. Thì anh em muốn lúc nào cưới cũng được. Bạn gái có ý kiến gì không bạn? Em chịu. Thôi đơn giản vậy. Ở đây sẵn có mọi người làm bằng chứng nha. Em hỏi về sau này lấy nhau về, con cái như thế nào, kinh tế ai lo. Người chơi cái đồng ý. Dạ.
Tại em nghĩ là chuyện con cái thì chuyện của hai vợ chồng, nếu mà khi nào mà em ổn định công việc thì anh cũng ổn định thì em cũng lo được thôi. Dạ, hai vợ chồng mình cùng lo chứ em không có muốn làm gánh nặng của anh nữa. Chưa gì cái vợ chồng mình cùng lo. Tưởng chứ cái rồi chứ. Cặp này sao hấp dẫn dữ cái ta. Bây giờ nói cái gì để thuyết phục cái cửa này mới là chính á. Nói đi. Dạ, anh chào cô, chào chị. Cô, nói chung nếu như cô cho bạn bên đây quen con á thì cô cứ yên tâm. Nói chung nhìn con vậy chứ con hiền á. Có lo gì cuộc đời với con? Lo ốm chứ yếu lắm ạ. Dạ con ốm nhưng mà con không có yếu đâu. Nhưng mà lo lắng thế nào phải nói với cô cho cô yên tâm, giao con cho em chứ. Làm tóc này của con thì cần có tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ. Cho nên khi mà bạn mà quen con thì cũng con cũng tỉ mỉ như làm tóc. Ở rể thì bạn có đồng ý không? Ở rể thì sướng hơn chị. Hay quá. Mình tưởng đâu hai người này lấy nhau lâu lắm rồi đó ta. Tay để tay bấm các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ là bạn gái này chưa có bạn trai bao giờ. Dạ. Nắm tay đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Dạ, bác cho con nắm tay. Bắt người đó. Giờ không toán giá mà không biết gì đó, hỏi tên nhớ quên lắm á. Tên gì? Lát ra trời ơi. Tại Ngọc. Phải không Ngọc? Dạ, dạ phải hả? Anh tên gì Ngọc? Dạ, anh tên An. Thấy chưa? Ngọc An, Kiến An, An Ngọc, Ngọc An cũng được. Chúc hai bạn hạnh phúc. Không được cái là kêu nắm tay, có biết xin phép mẹ rung rung là vẫn có biết trước sau. Được, chúc mừng hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Thêm món quà nữa dành cho hai bạn đó là thẻ thanh toán quốc tế TCB đến từ Nhật Bản với trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn sẽ có thời gian để cùng đi mua sắm với thẻ quốc tế này. Rồi. Chiếc vé xem phim đến từ Cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn hãy xem phim để tìm hiểu kỹ hơn nha. Dạ, em nghe mà em nói là em ngủ em ngáy chị. Có khi về hai đứa ngủ ngáy cạnh nhau chị. Trời đất ơi. Em nghĩ mấy này xấu không chứ. Tại em thích tốc độ. Được rồi. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc, sớm báo tin vui chúng tôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hả Mang. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào người bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Quốc Quy. Hiện tại em đang làm việc ở hệ thống của nhà hàng Cây Bưởi, Cần Thơ. Quê Cần Thơ, làm Cần Thơ. Dạ, quê em thì ở Sóc Trăng, nhưng mà em làm việc ở Cần Thơ. Rồi. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ em 36 chị. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào các bạn với lại quý cô ngày hôm nay có tham dự chương trình hôm nay. Run quá. Không có gì đâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Em rồi. Xin chào pháo tay ạ. Rồi. Chị. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hà. Hôm nay em 27 tuổi. Dạ thì em là dược sĩ. Em dự định là hết tháng này em sẽ về với Gạch Giá mở quầy dược. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ, dạ. Mà quê thì ở Rạch Giá. Dạ. Vậy là thuận tiện quá rồi. Bạn này ở Cần Thơ, theo bạn kia cũng làm việc Cần Thơ luôn. Nhưng mà cuối tháng này em về luôn anh ơi. Đi đâu từ đây cuối tháng cơ, còn thay đổi sao em? Sao bạn, từ Rạch Giá tới Cần Thơ gần không? Nhớ cách khoảng 100 cây, nhưng mà tìm hiểu nhau, quen biết nhau thì thấy nó gần kế bên đây nè. Đúng rồi. Vậy cũng được. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về cái tình trường của mình nha. Dạ em có là hai mối tình anh.
Thì sau hai mối tình đó thì em cũng rút một cái bài học kinh nghiệm là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tại trước khi quen với bạn gái thì cái thời gian của em nó không có nhiều, cho nên không có thời gian để quan tâm chăm sóc bạn gái, nên nó không được như cái ý muốn của mình. Đúng rồi, dạ. Cái quan tâm chăm sóc bạn gái rất là quan trọng. Dạ. Đó là bài học rút ra đúng không? Dạ. À, bạn gái mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì cũng có tìm hiểu, cũng có quen một vài người, nhưng mà tại cảm thấy cũng không có phù hợp nên cũng chưa đi được tới đâu. Rồi mình có đặt ra tiêu chí chọn bạn trai như thế nào? Thì trước mắt á là bạn trai đó phải cao hơn em chút á. Em tao 1m58 thì ít gì bạn đó cũng phải cao hơn em cũng khoảng một tấc. Rồi, còn gì nữa? Thứ hai nữa là bạn nam đó thì nhóm lại là cũng dễ nhìn, có công việc ổn định. Tóm lại là tao không có gia trưởng mà không có tính trẻ con quá. Bạn trai bên kia sẽ im re luôn rồi. Em nghe cổ nói dạ, vậy. Dạ, đang lắng nghe chị ơi. Đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Với lại mà tuyệt đó là không có khốn hả chị ha? Tại em bị dị ứng với mùi thuốc lá. Rồi, bạn trai nghe những điều bạn gái chia sẻ thì mình cảm thấy mình ứng được bao nhiêu phần trăm bạn? Dạ, chắc khoảng 80% mà chị. Bạn có hút thuốc không? Đó là cái điều bên đây là tiên quyết á. Dạ, hút thuốc là không. Chắc không? Dạ, chắc. Mừng quá. Thở ra. Mình mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thích một người có chút cá tính, nhanh nhẹn. Chiều cao thì khoảng tầm 1m55-60 là được rồi, không cần cao lắm đâu. Vậy là hợp rồi, dạ. Hợp ru rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Điểm mạnh của em thì có thể là em có khả năng học hỏi. Tại vì mình biết mình không có hoàn thiện, nên mình sẽ cố gắng từng ngày để mình hoàn thiện hơn cái bản thân mình. Ai cũng có những cái tật xấu hết. Em tật xấu gì? Dạ, em nghe mẹ em nói là em ngủ là em ngáy chị. Dạ. Dạ. Có nhờ mẹ thu âm lại lần nào chưa? Dạ chưa. Bạn trai có dễ ngủ hay khó ngủ? Bạn gái ngủ ngáy mình có ngủ được không bạn? Dạ, có khi về hai đứa ngủ ngáy cạnh nhau chị. Sao đó coi. Ủa bên kia cũng ngủ ngáy luôn hả? Dạ em nghe nói thôi chứ em cũng không biết nữa. Rồi bây giờ mình về mình phải nhờ người thân mình ghi âm lại dùm thử lần coi, mình thi mình đo nhau coi bên nào ngáy lớn hơn. Còn gì tật xấu gì nữa không? Em nghĩ không biết này xấu không chứ à, em thích tốc độ. Để coi. Dạ. Gái tốc độ. Cái gì vậy? Dạ tại vì sao anh? Thấy lạ quá. Cái tốc độ là khi mà em chạy xe máy á, không phải là em không kiểm soát tốc độ đó mà em thích cái tốc độ là như những cái lúc bình thường thì có thể chạy 4-50, những cái lúc tâm trạng nó không được thoải mái có thể chạy lên 60-70 thậm chí là 80, nhưng em vẫn kiểm soát được tốc độ đó. Là nguy hiểm quá em, chứ lúc mà em không có bình thường em chạy còn mệt nữa đó. Không, nhưng mà những lúc đó em phải tập trung hơn anh, đó là cái cách. Có nhìn cái bảng tốc độ cho phép không? Em lựa cái đoạn nào mà nó không có công an chứ anh. Trời ơi, không được. Không có được, không có công an cũng không được luôn. Bởi vì á, tốc độ cho phép bao nhiêu mà phải chạy bấy nhiêu. Chứ mình rình rình không có công an mình chạy. Không phải là mấy chú công an là gọi phạt mình. Người đi đường ta qua lại rồi phá quan quẹt. Quan trọng là nguy hiểm của mình với người đi đường nữa. Dạ cái đó thì không phải là lúc nào cũng như vậy. Ấy em nói là lâu lâu như vậy thôi. Trời lâu ơi. Lâu mà cái lúc bốc đồng mà không bình tĩnh mà đi vậy mới là nguy đúng hiểm. Đúng là nguy hiểm đó em ơi, cái này không được đâu. Anh khuyên là phải kiểm soát được cái điều đó. Bỏ cái tật đó đi. Em đang cố gắng. Nếu mà được thì khoảng bao lâu chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân? Em cũng chưa biết, tại vì giờ em phải ổn định cái công việc, cái quầy thuốc của em đã. Đệ của chắc cũng dao động từ 2017-2018. Tức là ổn định cái quầy xong, quầy thuốc xong rồi mới lấy chồng. Dạ, tại vì phải có sự nghiệp trước. Rồi đó, nãy giờ em nghe những gì mà người phụ nữ tương lai của em nói rồi đó. Dạ chị. Dạ chào anh. Ồ, được á, cặp này xứng đôi á nha. Bao nhiêu lâu thì mình tính hôn nhân được? Em thì nếu như hai đứa cảm thấy hợp nhau thì có thể trong năm cũng được hoặc là qua năm. Mình đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, đầy đủ vậy. Ồ, bây giờ trường hợp như cổ vẫn cương quyết, cổ đi về đặt giá, cổ mở tiệm thuốc thì mình... Nếu như cảm thấy hai đứa cảm thấy hợp nhau, thương nhau thì phải thuyết phục với nhau rồi là... Ví dụ anh có qua đặt giá được không? Ví dụ mình qua đặt giá lập nghiệp anh đi được không? Dạ, Cần Thơ qua đặt giá cũng gần rồi chứ, không có gì hết. Ok, như vậy cũng hợp lý rồi. Rồi, hy vọng là cặp này sẽ được á. Thôi, chúng ta hỏi ý kiến người thân ơi thế nào ha. Hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ với em gái em. À có mẹ. Dạ. Cho chị gặp mẹ em. Dạ. Xin chào chị Cát Tường và chào anh Quỳnh Linh. Dạ chào cô. Thì chị bạn bên này nói chuyện mà thấy con cũng được thì tùy ý con, để con tìm hiểu, nếu mà được thì hai người đều tìm hiểu rồi thống nhất với nhau, chứ còn mẹ thì mẹ cũng không có đặt nặng là vấn đề nào hết. Chứ không cần giàu nghèo hay là cái gì hết, mà chỉ cần quan trọng có sức khỏe là tốt là được rồi. Dạ. Đơn giản, có sức khỏe tốt không? Dạ tốt. Tôi phải chứng minh cho bác thấy nha. Bác kêu yêu cầu vậy thôi, quá đơn giản rồi. Dạ. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với hai em và bạn. À, có mẹ luôn. Được rồi. Chào cô Cát Tường với Hoàng Linh. Dạ.
Đây thì tôi cũng thấy vé này thì cũng được, dễ thương. Tôi thì chấm rồi đó. Tôi thì chấm rồi đó. Giờ cô với bác hai bên mình chào nhau một câu. À sao bác nhà trai, bác chủ động đi ạ. Bác trai, bên đàn trai mình nói trước chứ gái. Nói gì với đàn trai, nếu mà đồng ý thì sao? Nói chung là hai cháu thì nó, nếu mà nó tìm hiểu nó thấy phù hợp thì là lựa chọn của hai cháu, còn gia đình thì không có đòi hỏi cái gì nhiều hết, biết là chủ yếu là hai cháu hạnh phúc là được rồi. Dạ vậy thì cho hai cháu tìm hiểu, mà nếu mà hai đứa nó hợp nhau thì lần này tôi cũng tính tới, mà nếu được năm nay thì tính năm nay, còn mà nếu nó để năm tới thì cũng được. Hay quá, có thông gia hai bên nữa không? Được quá ha. Thôi bây giờ ăn thua là còn cặp đôi này thôi chứ rồi. Người lớn là thông qua hết trơn rồi đó. Kéo màn đi, hai bà xui dễ thương quá. Rồi chuẩn bị bắt đầu. Em cảm ơn anh ạ. Cảm nhận với nhau thế nào, mời hai bạn. Anh lần đầu tiên gặp em, anh cũng thấy là em rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Có anh nụ cười rất tươi. Dạ anh thích nụ cười đó. Dạ em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì chỉ là về mặt lời nói thì giống như mình cũng cảm nhận thì cũng thấy cũng được. Mà ăn thua là nó còn thời gian, mà còn xem coi cái động thái giống như cái hành động của nó như thế nào. Chứ lời nói không thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Cái chuyện hẹn hò nó như thế nào? Mình bàn thử xem. Bao lâu nữa em mới về Gạch Giá? Em đang dự tính khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 này em về Cần Thơ chứ. Tại vì hiện tại em đang từ Gạch Giá lên đây. Em về Gạch Giá để em đi cùng với mẹ và em gái lên chương trình này. Cần Thơ xong em quay về đến thứ 7 là em lại trở ngược về Gạch Giá, thứ 2 mới quay ngược lại Cần Thơ và cuối tháng mới về luôn. Có nghĩa là cuối tháng này là em thôi về. Bỏ vụ Gạch Giá Cần Thơ đi, tính chuyện yêu đương đi. Nói chung gọn nhất là cuối tháng về luôn. Vậy cho nó dễ hiểu đi. Bây giờ này thay đổi không khí cho nó vui vui lên chút xíu, bạn nam mà hát một cái gì đó, bài hát tỏ tình với bạn nữ đi. Cũng muốn tặng bạn nữ một cái bài hát, nhưng mà hôm nay thì do vấn đề nó cũng hơi bị cảm, có thể giọng ca nó không được tốt, nói chung là cũng cố gắng thôi. Rồi. Có bi hát bi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cô lão xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười trên môi. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre đường mưa dâu khó đưa dâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây miền quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Rồi hết thời gian. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật nếu kỹ như chúng ta nhá. Cảm thấy đây là một cái duyên mới đến với chúng ta, và chúng ta cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình nó có cái gì đó nó hòa hợp với nhau và mong muốn cùng nhau đi một đoạn đường dài, thì chúng ta quyết định bấm nút. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất quyết liệt, chàng trai đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên. Cô gái cũng vậy anh. Rất bản lĩnh. Hai bạn nắm tay nhau. Dễ thương, hợp lý, như vậy là được rồi. Ở dưới thông gia hai bên cũng cười rất tươi ha. Hy vọng là sẽ sớm đến ngày nhà trai sẽ qua gặp nhà gái ha bác ha. Đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng. Đây, gửi tặng các bạn để có thời gian đi xem phim hiểu nhau hơn. Và thêm nữa một món quà của thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản. Đây, gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus có xuất xứ từ Thái Lan. Xin gửi tặng hai bạn. Em nghĩ là một tháng phải thu nhập bao nhiêu thì mới đủ ra ở riêng? Chắc cũng tầm 15. 15.
Rồi bây giờ em đi làm thu nhập em được nhiêu tháng? 8-9 triệu. 8-9 triệu. 8-9 triệu rồi bây giờ 15 triệu sao đủ? Lấy vợ rồi đẻ con, còn chưa kể đẻ con nữa sao đủ? Ở đó giờ đi làm có dành dụm được đồng bạc nào chưa? Có nhiều xài nhiều. Có nhiều xài nhiều. Trời ơi, bà. Trời ơi, tôi thua rồi, thua rồi, thua rồi. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 18 giờ trên kênh YouTube MCV Media. Và ngay bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi nhé. Một bạn nam đã ngồi ở đây rồi. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn nữ của ngày hôm nay vào. Và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện tâm tình của ngày hôm nay nhé. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì ưu tiên em trai, nãy giờ ngồi cũng chờ hơi lâu rồi ha. Mình sẽ giới thiệu trước những cái thông tin về mình. Em tên là gì, rồi quê quán em ở đâu? Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và mọi người. Em tên là Trung Bá Phước, em sinh năm 1988, quê quán ở Sài Gòn. Em đang làm công việc gì ở Sài Gòn? Em hiện là PT Freelance, huấn luyện viên thể hình tự do. Mình làm công việc này được bao lâu rồi em? Cũng được 3 năm. 3 năm rồi, vậy thì trước đó mình làm công việc gì? Em làm cũng nhiều, nhân viên ngân hàng, nhà hàng khách sạn, chạy rap. Sao đang nhân viên ngân hàng, đồ thấy nghe, đồ giới thiệu, đồ ngon lắm vậy, sao lại nghỉ rồi đi qua làm PT? Duyên nghề nó đưa đẩy. Đam mê. Vậy là cái này cũng ngon lành lắm nè, chắc chắn lắm nè. Ngon lành lắm nè, chắc chắn lắm nè. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì là tập luyện thể thao, đam mê thể thao, sẽ hướng dẫn tập luyện cho khách để có được một cái body săn chắc khỏe mạnh. Đối với những bạn nữ mà sau khi sinh thì có thể lấy lại vóc dáng. Còn điểm yếu của em thì là em không có giỏi ăn nói cho lắm, giờ cũng hơi tự ti về chiều cao. Cao mét mấy? Mét 6-11-62. Mét 6-11-62. Mình ít nói rồi, khi mà mình huấn luyện hoặc là mình tập cho các khách hàng của mình á, rồi mình tương tác tàn sao, có nói không? Dạ, nói thì giống như nói về đa phần là kỹ thuật với là công việc là nhiều, chứ không có nói về đời tư, nói về xã hội quá nhiều. Nhưng mà thật ra vậy là coi chừng nó cũng bị gọi là bị mất cơ hội á. Tại vì chị nghĩ rằng là cái nghề của mình cũng là nghề mình training, mình cũng phải là giao tiếp, cái nghề mình cũng nghề phục vụ, mình phải nói thì cái người tập, người ta nhiều khi người tập là người ta, ví dụ như chị Tường đi, là giờ mập đi, muốn giảm ký nhưng mà không có cái động lực. Ví dụ như các bạn PT phải nói cho hay, mỗi ngày mình đi tập mình phải thấy có cái gì nó hào hứng. Các bạn PT phải kích thích được mình để mà mình có cái động lực nó thì mình mới tập. Chứ còn nếu mà em cứ vô tập mà bạn cứ im im, bạn làm mẫu rồi mình làm theo, nhiều khi người ta chán, người ta bỏ Cái đó là nhược điểm của em. Đó, nếu biết nhược điểm mình phải cố gắng cải thiện ha. Thế vậy còn có cái tật xấu gì hay là còn cái khuyết điểm, ưu điểm gì khác nữa không? Cũng hơi lười, lâu lâu thì tuần dọn dẹp nhà có 1-2 lần. Trời ơi, được có thơm tho sạch sẽ không? Chứ mình đi làm cái nghề đó là mồ hôi mồ kê đổ tùm lum, mà người mình nó không có sạch sẽ là người khách gần khách hàng là không được à. Trong lúc tập luyện thì chấp nhận thôi, nhưng mà tập xong rồi thì khi mà ra tiếp xúc khách hàng là phải thơm tho sạch sẽ. Định hướng của em trong cái tương lai là như thế nào? Định hướng thì nếu mà có điều kiện thì em cũng muốn tự làm kinh doanh cho mình, mở một cái phòng gym nhỏ hay là mở một cái tiệm mì. Ủa, mở tiệm mì? Mì gì? Mì ramen. Ủa vậy hả? Là em biết nấu mì ramen hay là sao tự nhiên lại có ý nghĩ muốn mở tiệm mì? Cũng có biết nấu. Ủa, cái mì ramen hình như của Nhật mà. Dạ đúng rồi. Tại vì món mì ramen đó em cũng thích ăn, như là em cũng có được dịp đi qua Nhật một thời gian. Cho nên là mình thích cái món đó, rồi mình có tìm hiểu biết nấu và muốn mở cái tiệm mì đó. Rồi ok, chào em gái, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào các anh chị và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Lê Thảo Linh. Em năm nay em sinh năm 95, năm nay em 27 tuổi. Em quê gốc thì em ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kiểm soát chất lượng của một hệ thống á chị. Hệ thống là kiểm soát chất lượng về cái gì? Dạ, tức là hệ thống là về thí dụ như về con người nè, về vận hành nè,
rồi về các yêu cầu ở trong quá trình làm việc á. Ủa là em kiểm tra chất lượng hết, người dạ người việc vật gì em cũng kiểm tra hết. Tức là nó sẽ có một cái checklist vận hành đó chị. Thì em sẽ kiểm tra dựa trên cái checklist đó. Em làm công việc này thì được 3 năm rồi. Coi như là mình ngồi kiểm tra là kiểm tra trên máy móc á hả? Hay là mình phải đi tới thực tế mình kiểm tra? Công việc của em di chuyển nhiều, em phải tới các cửa hàng và các siêu thị ở tại thành phố Hồ Chí Minh phân theo khu vực để mà đi kiểm tra. Ghê, kiểm tra luôn con người luôn. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì không em? Điểm mạnh của em á thì em là một người ham học hỏi, em hay tìm tòi những thứ mới, tính tình em là hòa đồng. Nhưng mà điểm yếu của em á thì em đôi khi em hay cầu toàn á chị. Cho nên là đó cũng là một những điểm yếu của em. Rồi em thực sự là em nhút nhát. Trời ơi, làm công việc mà tiếp xúc này, đánh giá người ta, đi xâm nhập thị trường mà nhút nhát rồi làm sao làm. Tức là ở trong công việc thì em vậy thôi, nhưng mà ở ngoài thực tế thì em không có tiếp xúc với lại nhiều người lạ nhiều á. Rồi định hướng của em trong tương lai là như thế nào? Có định hướng cho bản thân là em phải có một mức thăng tiến trong sự nghiệp rõ ràng. Từ 3 năm cho tới 5 năm em phải lên một vị trí nhất định. Rồi, về tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi Linh? Hiện tại thì em trải qua được 3 mối tình rồi. 3? Dạ. Cũng có chút vốn rồi ha. Đâu, kể chị Tường nghe có gì đặc biệt trong những cái mối tình đó không nè? Mối tình đầu tiên thì là mối tình gà bông chớm nở rồi tự lụi tàn. Lúc đó nhiêu tuổi? Từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc là từ khi em học cấp 3. À, vậy là cũng kéo dài mấy năm luôn. Dạ. Rồi coi như là chắc là bắt đầu trưởng thành vào đời rồi, mỗi người một phương hướng nên chia tay phải không? Dạ. Rồi. Rồi kế tiếp. Cái kế tiếp thì trong quá trình em học đại học. Còn cái cuối cùng thì cách đây 2 năm. Rồi cái 2 năm, cách đây 2 năm là tuổi đó tôi lấy chồng được rồi đó. 25 tuổi lấy chồng được rồi đó. Mà sao vẫn chia tay, quen được bao lâu? Quen được 2 năm. 2 năm cũng nhiều rồi, sao rồi kể lý do sao chia tay? Dạ, do bạn nam vẫn còn luyến tiếc người cũ á chị. Thí dụ như đi xem phim với em về đi. Thì sẽ đăng kỷ niệm của bạn đó đi xem phim với lại người cũ. Mà có đăng hình người cũ không? Dạ có luôn. Dạ có luôn. Cái gì kỳ vậy? Sinh nhật bạn đó sẽ đăng hình của người cũ. Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Sinh nhật người đó đăng hình người cũ, viết status gì? Em đọc chị nghe, em nói chị nghe coi. Em cũng không nhớ nữa, nghe nó cũng đau lòng á chị. Ủa gì, thôi em tào lao quá em ơi. Vậy mà em cũng quen được 2 năm. Cho nên em mới quyết định em dừng lại. Hay là trong 2 năm quen với em, người đó vẫn còn qua lại với người kia? Cái đó thì em không biết thật. Thôi chị nghe chị thấy nó vô lý thì đau luôn á. Rồi khi em nói chia tay thì bạn nó có phản ứng gì không? Dạ không, bình thường. Là ok luôn? Dạ ok. Trời ơi, vậy tôi có thương em đâu trời. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai, thứ nhất là lớn tuổi hơn em nè. Hai nữa là phải có chí cầu tiến trong công việc. Để cả hai cùng cố gắng. Thứ ba nữa là nam. Thứ ba nữa là nam. Thì đương nhiên phải là nam rồi. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Tại vì ngoại hình em cũng không có được xinh đẹp lắm, cho nên em cũng không yêu cầu về ngoại hình nhiều. Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Phải là thật thà, phải trung thủy, không gia trưởng. Rồi tình trường của em sao? Tình trường thì em cũng chỉ có một mối tình thôi. Chỉ lúc mà làm nghề này thì cũng huấn luyện viên với khách. Lúc đầu là cũng dạy thôi, dạy rồi từ từ tiếp xúc thì cũng quen. Rồi quen cũng được 8 tháng rồi cũng chia tay. Cô đó lớn hay nhỏ? Nhỏ hơn em 4 tuổi. Rồi sao chia tay? Thì nói chung là không hợp về lý tưởng, tính cách. Em thì cũng còn hơi tính cách trẻ con, chơi hơi nhiều. Rồi lúc chia tay ai nói chia tay? Bạn nữ. Rồi lúc đó phản ứng em sao? Có nắm níu kéo gì không? Không có níu kéo 1 tháng 2 tháng không được rồi em cũng buông. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cũng tính tình hoạt bát, vui vẻ, thẳng thắn. Tại vì em cũng ít nói, cho nên bạn kia cũng cần phải nói nhiều hơn em chút xíu. Chứ không là bốn mắt nhìn nhau cho máu hồng. Nhưng mà mình ít nói, nhưng mà những chỗ nào cần nói mình cũng phải nói. Đúng rồi. Tại vì đàn ông là phải chủ động. Thằng bà dù người ta có nói nhiều đi chăng nữa, người ta cũng nói trên trời dưới đất thôi. Nhưng mà vô cái chuyện tình cảm thì là đàn ông phải chủ động. Chị là cái người nói nhiều như vậy nè, nhưng trong tình yêu chị cũng không có chủ động. Chị ghét mấy người đàn ông mà cứ liều xìu sao cũng được lắm. Đàn ông là phải quyết đoán. Chắc đó là lý do em ấy tới giờ. Thì bây giờ mình phải thay đổi. Cũ này là lấy vợ sinh con được rồi. Nhà có hối chưa? Dạ không. Không. Em có muốn lấy vợ chưa? Cũng có, nhưng mà công việc của em thì nó chưa ổn định, sợ bạn nữ thôi. Còn chừng nào công việc nó ổn định? Cái đó thì em cũng không biết, tại vì tính em cũng hơi lông bông. Đất ơi, bây giờ ông 34 tuổi mà ông còn có tính lông bông rồi chưa biết chừng nào ổn định. Rồi là chừng nào? Hợp duyên thì cưới em. Hợp cũng... duyên thì cưới. Hợp duyên thì cưới. Rồi bây giờ cưới, thí dụ giờ rồi tôi hỏi tiếp. Tại vì nếu em 24 tuổi thì chị không hỏi, nhưng mà em 34 chị phải hỏi.
Bây giờ là thí dụ lấy bây giờ em đang ở với ai? Ở với ba mẹ. Giờ thí dụ lấy vợ về là ở chung ba mẹ luôn hay ở đâu? À đúng rồi. Ở chung ba mẹ luôn. Không thích thì có thể ra ở riêng. Ra ở riêng rồi có kinh đủ kinh tế để thuê nhà mướn nhà rồi sau này mua nhà không? Mua nhà chắc không nổi. Mua nhà không nổi, giờ thuê nhà đủ không? Thu nhập đủ không? Chắc được. Em biết bây giờ thí dụ thuê một căn nhà hai chồng ở được chưa kể con cái là khoảng bao nhiêu một tháng không? Hai chồng chưa kể con cái chắc cũng tầm 4-5 triệu. 4-5 triệu. Rồi ăn uống rồi, rồi sinh hoạt nữa rồi là em nghĩ là một tháng phải thu nhập bao nhiêu thì mới đủ ra ở riêng? Chắc cũng tầm 15. 15. Rồi bây giờ em đi làm thu nhập em được nhiêu tháng? 8-9 triệu. 8-9 triệu. 8-9 triệu rồi bây giờ 15 triệu sao đủ? Lấy vợ rồi đẻ con, còn chưa kể đẻ con nữa sao đủ? Đó là vấn đề của em, chưa còn bị rút. Trời ơi là trời, bây giờ mình phải tính đi chứ. Còn không là mình phải làm thêm cái công việc khác nữa. Tuổi trẻ mình phải cày chứ, bây giờ 34-35 tuổi còn sức, chứ lên tới 40 là hết sức làm rồi, rồi làm sao mà còn lấy vợ đẻ con. Nghe cái này tôi nói đàng hoàng nghiêm túc à, cái này là phê bình à. Tuổi này mà nếu mà chưa có cái gì trong tay là cũng hơi, mà công việc còn chưa ổn định nữa là hơi căng à. Đó giờ đi làm có dành dụm được đồng bạc nào chưa? Có nhiều xài nhiều. Có nhiều xài nhiều. Trời ơi bảo. Trời ơi, tôi thua rồi, thua rồi. Thôi được rồi. Bây giờ muốn lấy một người bạn gái như thế nào, một người vợ như thế nào nè? Em cũng không biết, Trời ơi, cái gì em cũng không biết thì là sao? Thì nói chung là một bạn gái cũng tính tình vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng vậy thôi. Biết chia sẻ, yêu thương vậy thôi. Có yêu cầu gì về ngoại hình không? Cũng đừng cao hơn em quá nhiều là được. Quá nhiều, em cao mét mấy cưng? Em có mét 58 à. Mét 58, được không? Được. Rồi bây giờ nãy có nghe một câu á, hãy tùy duyên, gặp hợp là lấy. Thì thí dụ giờ gặp hợp mà lấy, mà mình chưa có cái gì, chưa có dành dụm, chưa kinh tế nhưng lấy là ai lấy? Mẹ lấy giùm hả? Ba mẹ cho tiền lấy mới cưới? Chắc vậy. À, nhà đông anh chị em không? Dạ, có một đêm gái. Vậy là coi như cũng còn nghĩ lại gia đình ha. À, bây giờ thì đâu, em có hình không em? Cho chị mượn coi. Trời, đó, hai cô gái trời, chọn cô. À, một anh trai chọn anh. Biết cô đó là ai không? Cô không đợi nó. Cô không đội nón, biết anh đó là anh nào không? Anh ở giữa. Anh ở giữa, trời ơi, nói ra cái chiều cao, cái người ta nhìn vô hình, ta biết mất tiêu hết trơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cửa trái tim để các bạn cùng gặp nhau nha. Mở cửa trái tim. Tên tên. Dạ, em chào anh. Ok, anh có món quà tặng em hả? Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà em tặng anh. Trời, cũng như trao đổi hàng hai chiều vậy ha. Cảm ơn em. Rồi, đâu mình ngồi xuống mình coi quà gì nè. Coi, khui liền. Ừ, em muốn tặng anh một cuốn sách. Tại vì thứ nhất là em cũng hay đọc sách. Thứ hai nữa là em mong khi mà anh đọc cuốn sách này thì anh sẽ bỏ qua hết mọi giận hờn trước đây. Cũng như là sau này. Trời ơi, sao mới gặp nhau tặng cuốn sách chủ đề giận. Nghe nó ngộ vậy. Rồi bên đây tặng cái gì? Hoa. Hoa hả? Tôi tưởng đâu sách luôn chứ. Ủa cái đó là cái gì vậy em? Cái là xà bông. Ủa vậy hả? Rồi bây giờ em muốn cổ chân hay em muốn cổ tắm? Cái đó là tùy vào quyền người sử dụng. Trời ơi, đưa cho chị mượn coi. Hoa mà đẹp, đồ xà bông mà đẹp vậy hả? Cái này chắc để chân thôi em ơi. Dạ. Ha. Cảm nhận đầu tiên khi mà em nhìn thấy cổ ở ngoài chứ không phải trong hình thì em thấy như thế nào? Nhà cũng dễ thương. Nhà cũng dễ thương. Còn em? Cũng giống trong hình. Ê, mình có món quà gì tặng nhau, món quà tinh thần đi. À, nghe đồn hồi xưa em cũng hát hay lắm phải không? Dạ chắc đồn bậy á chị. Đồn bậy hả? Nghe thử một khúc còn mới biết bậy hay không nè. Cho nó xôm lên nè. Em hát bài Con đường tình yêu của anh Lam Trường hết. Wow. Dạ. Rồi mời em. Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đến những nỗi cô đơn. Dạ thôi. Ủa sao vậy? Cái gì mới có hai câu vậy? Dạ thôi, hai câu nhảy thôi chị. Làm lại đi, gì mới có khúc vậy? Dạ thôi, hai câu nha. Cái gì mà mới giới thiệu giọng hát thời sinh viên, đồ gì mà kỳ vậy? Dạ, nhá hàng vậy thôi chị. Được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một chút xíu thời gian để hai bạn tự do, tâm tình thoải mái với nhau, cùng thưởng thức một bữa cơm trưa của chương trình dành tặng cho hai bạn. Rồi một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Mạnh dạn tự tin trò chuyện nha. Rồi, xin mời. Em có nghe anh là đang làm BT hả? À, anh, đúng rồi. Dạ, anh đang làm ở khu vực nào vậy? Anh làm ở quận 7 và vòng vòng những quận lân cận. À, em cũng tập gym, em cũng có bạn BT nhưng mà kiểu như lâu rồi á, thì bạn đó cũng hết take care rồi. À, thì nếu như được thì anh có thể làm BT cho em không? Ok, cái đó là công việc của anh mà.
trong cuộc sống á, thì thường là thời gian rảnh thì anh sẽ hay làm gì ha? Tập thể dục, cà phê, câu hoạt hình. Câu hoạt hình á. Dạ, em có sở thích là em hay đi du lịch á, tức là em hay di chuyển á, thì anh có thích không? Cũng có. Anh có hay đi nhiều không? Lúc trước thì cũng có đi nhiều nhưng mà bây giờ thì cũng không ai để đi cùng nên cũng lười. Dạ, lúc trước anh làm ở Nhật Bản hả? Đi làm ở bên đó luôn hay là anh đi học? À, vừa đi học vừa đi làm. Dạ, anh về Việt Nam lâu chưa? Về hồi năm 2015. Cũng lâu rồi ha. Các mời em dùng bữa. Dạ, em cảm ơn. Để em xin thôi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Theo như anh Thái em nói là cái mục tiêu của em trong tương lai là khoảng tầm 3 năm nữa là em sẽ như thế nào? Trong 3 năm nữa thì em phải được thăng chức trong công việc. Còn nếu như em không được thăng chức thì em phải chuyển công việc. Tức là em cần một công việc nó có cái bước thăng tiến rõ ràng. Nếu mà mình hợp nhau và tiến tới hôn nhân thì em có suy nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Em muốn một cuộc sống hôn nhân thì phải tất nhiên là phải chung thủy là đặt lên hàng đầu. Em không thích bạo lực gia đình và phải tôn trọng cả hai. Sau này có con thì hướng giáo dục con là em sẽ như thế nào? Em không thích theo cái truyền thống 100% đâu. Vừa truyền thống vừa hiện đại. Tức là phải áp dụng cái tiên tiến nhất tốt nhất cho con cái của mình. Ví dụ nếu mà thấy con chơi ngoài đường, nếu mà có vô tình bị té và nó chảy máu, đầu gối khóc, em sẽ làm như thế nào? Thật ra thì ba mẹ nào cũng xót con hết, tất nhiên là mình sẽ xót rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình không phải là nhốt con vào trong một cái khuôn khổ thì nó sẽ không có phát triển tốt về thể chất cũng như là về trí não. Thành ra là em cứ để cho con được hoạt động tự nhiên. Rồi vấn đề cũng muôn thở thì là về mẹ chồng nàng dâu thì cái đó là em suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là nếu như ba mẹ nào mà yêu con mình thì cũng sẽ yêu luôn con dâu của họ. Tại vì là kiểu như là dâu là sẽ sống ít nhất là tới cả đời với lại con trai của mình, là người sẽ đi theo con mình cho tới lâu dài. Thành ra là em không ngại về vấn đề về làm dâu hay là không. Tại vì là quan điểm về mẹ chồng nàng dâu từ xưa thì em không có áp đặt vô trong bản thân mình. Em bình thường. Có tiềm năng không? Tôi giờ tôi cái gì tôi cũng ổn hết trơn. Thấy anh ổn không em? Dạ ổn. Nhưng mà có một chị nãy chị nghe có hỏi cái chuyện làm dâu phải không? Dạ. Em có ngại chuyện làm dâu không? Dạ không. Thật ra là sống mà đó, sống có ba mẹ nó đỡ mà đỡ tốn. Dạ. Về kinh tế đỡ tốn tiền. Ở trong nhà là đỡ tốn tháng 5 triệu tiền thuê nhà phải không? Chính xác. Đó, chính xác. Rồi em thấy cái mức hồi nãy chị cũng có hỏi về cái chuyện thu nhập của ảnh vậy đó. Thì theo cái suy nghĩ em cũng là một cái bạn trẻ, mình cũng sống tự lập thì mình thấy là cái các bạn trẻ bây giờ em thấy lập nghiệp đối với em thì em cảm thấy như thế nào? Nếu như mà về startup lập nghiệp thì em nghĩ là cần phải có người bên cạnh hỗ trợ mình. Người bên cạnh là ai? Thí dụ như là em chẳng hạn. Thí dụ như là có những khó khăn thì cũng phải cùng chia sẻ lẫn nhau. Nhưng mà thí dụ như với cái kinh tế, cái mức thu nhập giống như là bạn chia sẻ, rồi so với cái kinh tế thu nhập của em thì em nghĩ là mình thí dụ chúng ta kết nối lại với nhau thì có đủ để mà cùng nhau xây dựng để mà phát triển cái mái ấm gia đình không? Em nghĩ là ai cũng có một cái hướng phát triển lâu dài hết á, cho nên nó là cùng nhau cố gắng nó sẽ tốt hơn so với một mình cố gắng. Còn một vấn đề nữa là hai bạn, ví dụ là một em là coi như mình dân ở thành phố luôn, bạn thì em là nãy quê Quảng Ngãi phải không? Em quê Quảng Nam ạ. Mình có hay thường về quê không? Dạ thường thì những dịp lễ Tết thì em sẽ về quê. Rồi bây giờ ví dụ như có chồng đi rồi thì về các bạn tính như thế nào? Hay ví dụ sau này em lập nghiệp thì lấy chồng thì em nghĩ là Tết tụi mình ăn Tết ở nội hay quê nội hay quê ngoại? Em nghĩ thì một năm ở quê ngoại, một năm ở quê nội thì nó sẽ ok hơn. Hoặc là trong những ngày nghỉ Tết thì mình có thể chia ra. Em thấy thì sao? Em thì cũng thích đi du lịch, nếu mà được dịp mà Tết thì đi xa về quê vợ thì cũng ok bình thường. Hả? Rồi ba mẹ em có ý kiến gì không? Tết thường thường thì mình phải ở nhà cúng kiến ông bà tổ tiên nhà mình nữa chứ. Ông này ông chưa có suy nghĩ cái gì chín chắn trơn, tức ghê. Hôm nay em đi có ai đi theo cùng không? Sáng cũng có hẹn bạn nhưng mà do sớm quá nên trời mưa với bể bánh xe nên trời bạn nó không có đi được. Bạn nào mà xui vậy, vừa trời mưa vừa bể bánh xe nữa hả? Em hôm nay em đi với ai? Em có đi cùng với chị họ. Mời em gái vô đây luôn em gái ơi. Rồi chào em gái nha, em tên gì? Dạ em tên Trinh. Tên Trinh, Trinh năm nay nhiêu tuổi Trinh? Dạ 32. Rồi mình sống với bên này là lâu chưa, bạn này lâu chưa? Dạ sống hơn một năm. Hơn một năm, là chị em chắc cũng tâm sự có thời gian rồi nhiều, chắc cũng hiểu Linh đúng không? Dạ. Rồi nãy giờ em có nhận xét gì về bạn ấy cũng như là ngày hôm nay em ngồi ở dưới nè,
À, dạ em thấy Linh thì năng động hoạt bát, tại vì cái tuổi trẻ đó kiểu da dám học hỏi, thì còn anh này thì cái tính thì kiểu cũng còn trẻ trung, kiểu chưa có nghĩ gì về cái chuyện mà gia đình lâu dài. Nhưng mà Linh tuy là trẻ nhưng mà cái trong cái suy nghĩ cũng chín chắn, thì ví dụ như mà có thể thì hai người có thể cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu xem là coi có hợp hay không. Về tính cách em thấy hai người này có hợp nhau không? Tính cách thì em nghĩ là hai người là hai cái mảnh ghép khác nhau, có thể là khác nhau, có thể là bù đắp cho nhau. Cũng có nhiều cái suy nghĩ là nó khác, nhưng mà nó khác thì nó sẽ bù đắp, mà có nhiều người nó khác thì nó khác quá, cái nó khác luôn. Dạ. Cho nên là cần thêm tí thời gian. Linh có tật xấu gì không em? Linh sống lạc quan lắm. Nhiều khi mấy chị em trong nhà có chuyện gì đó là Linh hay là kể mấy cái chuyện vui hay chọc tụi em cười này nọ. Thì tật xấu thì có thể là đôi lúc thì hơi nhây quá, thì em với lại một đứa kia thì nó lớn tuổi hơn, nhiều khi hơi bực bực nhưng mà cũng vẫn vui thôi. Tại vì nó lạc quan, nó lúc nào nó cũng vui hết á. Năng lượng tích cực. Dạ, năng lượng tích cực rất nhiều. Bây giờ mình hôm nay mình đến là tư cách cũng là chị, là bạn. Nhiều khi có những cái mà phụ nữ mà ngồi trước cái người mà gọi là mình đang được mai mối, thì đôi lúc bạn ấy sẽ ngại. Và có những cái cũng có thể là chưa cởi mở, chưa hỏi được. Thì em người ngoài em không có gì để ngại chứ, em đâu có liên quan gì đâu. Em có muốn hỏi anh này cái gì không? Câu thứ nhất là bây giờ mình cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Nếu như mà làm quen một cái người nào đó, mình cũng muốn đi đến cái hôn nhân á, thì thật sự là anh có bao giờ nghiêm túc để mà định hướng cái cuộc sống sau này mình sẽ như thế nào? Thì vấn đề đó chưa bao giờ nghĩ. Nhưng mà anh sẽ đến lúc anh phải nghĩ chứ. Thì nếu mà đã là ổn định gia đình rồi thì có vợ có con thì bắt đầu tập trung lo cho gia đình thôi. Hiện giờ thì anh đang sống bằng đam mê, là sống bằng cái nghề là mình đang yêu thích mình làm. Thì cũng giống như chị hỏi, mình có nghĩ ra là mình sẽ làm thêm, kinh doanh thêm cái gì hay là như thế nào? Cũng có bán thêm mấy đồ online, bán về những cái vấn đề liên quan về gym như quần áo, thực phẩm. Cũng đang làm. Sắp tới bán thêm mì nữa đó, bán mì ramen nữa. Linh thích ẩm thực đó. Khi nào bán nhớ qua ủng hộ nha. Dạ. Ok, chị cảm ơn em một số cái như vậy nha. Dạ. Rồi, đó là ý kiến của bạn thân để cho mình có thể là mình cũng hiểu nhau được nhiều hơn. Thì không biết là bây giờ hai bạn có còn những cái thắc mắc gì muốn hỏi nhau nữa không? Thời lượng ngắn quá, gấp quá, em cũng không biết gì, thì cứ để tiếp xúc, gặp gỡ rồi nói chuyện mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Rồi. Nếu vậy thì bây giờ nè, chị cho em thể hiện. Nãy giờ bạn bên đây là người ta hát rồi, biểu diễn rồi đúng không? Bây giờ em nói em làm PT nè, em hướng dẫn nè, bây giờ em ra em thể hiện sức mạnh, hoặc là em biểu diễn dài cái động tác gì đó. Coi như là giờ chị với Linh là học viên đi ha, được không em? Hai đứa này đều cần có nhu cầu giảm cân nè đó. Thì những cái bài tập nào mà hay là em những cái gì mà em có thể là chứng minh cho người ta biết là em có cái nghề PT của em, mời em bước ra đó. Dạ, tại vì cái này lần đầu tiên mới gặp, mang guốc, mang váy nên để suy nghĩ động tác. Nếu mà những cái động tác phía dưới mình không có xài được thì mình sẽ xài những cái động tác phía trên. Thì để cho cái phần tay, tay sau nó thon nhỏ ha. Mình sẽ tập bài động tác tay sau. Tay, để sát mang tay ha. Mình sẽ đưa ra phía sau như thế này. Mình sẽ dùng cơ ở đây. Mình đẩy nó lên. Hạ xuống, hít. Lên, thở. Chị thấy cơ em không? Thấy cơ em không ạ? Đó, để thầy hướng dẫn cho chị sao thấy được. Rồi, thì cái tay này mình sẽ để sát vô mang tay mình ha. Mình sẽ hạ xuống khoảng 90 độ như thế này. Mình sẽ dùng cái cơ ở đây. Mình duỗi thẳng lên. Rồi, lên, thở. Ok. Thở đi bà. Ok, thì với động tác này mình sẽ làm 12 lần. Một. Thầy bà hít thở cho thầy mà đếm. Bây giờ với cái body của cô này thì mình kiên trì tập với thầy một tuần 4 bữa. Tập bao lâu giảm kilo? Dạ, thì cái này là giống như em chỉ là một người hướng dẫn hỗ trợ thôi. Thì nó chỉ tác động khoảng tầm 40% thôi. Và phần còn lại là sẽ do bạn này. Nếu mà bạn này mà chịu khó tập luyện thì trong vòng 3 tháng mình sẽ có thể giảm được 5-10kg là chuyện bình thường. Yêu hay không chưa biết, bây giờ mình đu theo anh này đi. 3 tháng mình giảm 5-10kg rồi mình đẹp rồi bỏ anh kiếm anh khác cũng được. Thấy hợp lý không? Rồi, cảm ơn em. Trời ơi là trời. Nhưng mà bây giờ chị qua cái điều vụ này, chị mới hỏi em một câu, nó nghe lên để em suy nghĩ nha. Giả tỷ giờ mình có bạn trai, mà bạn trai mình làm cái nghề PT vậy, tiếp xúc nhiều với bạn nữ lắm, đúng không? Giờ mình tập cũng lấy tiền ta, mà tập là phải có đụng chạm, chắc chắn rồi, phải không? Chính xác. Là phải có đụng chạm rồi, mà đụng chạm nhiều nữa. Chưa kể tập xong còn căng cơ, căng đồ cho các học viên nữa. Trời, tôi gành mà, tại vì tôi đang học mà tôi biết mà. Rồi, em có ghen không?
Dạ không, em nghĩ là bạn trai sẽ ghen cũng phải tùy thời điểm chị. Rồi bạn quan trọng là tính tình của bạn trai, cái tính cách của bạn trai. Bạn trai có lăng nhăng hay là không? Cái đó là phụ thuộc vào bạn trai là công việc kiếm tiền thì mình vẫn ủng hộ. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thôi bây giờ chị nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ để các bạn cảm nhận được nhau rồi. Bây giờ mời các bạn nắm tay nhau qua cánh cửa trái tim này 30 giây nhìn thẳng mặt nhau. Nếu như chúng ta còn muốn nói cái gì nữa thì nói, còn không thì 30 giây nhìn để lắng động, mình xem là mình đo lại cái cảm xúc mình có rung động hay không, có một chút cảm giác gì với người đối diện hay không, và sau đó chúng ta sẽ quyết định. Còn các bạn muốn nói gì thì bạn cứ nói nha, cứ nhìn nhau thôi. 30 giây dành cho hai bạn. Sao tay em lạnh quá vậy? Cái này chắc âm khí nó nhiều quá. Cái gì âm khí? Trời ơi, âm khí là sao? Trời, âm khí chắc hai mình nặng quá đó. Gì vậy chị? Dương có một mà âm mình có hai lận. Rồi, hết thời gian. Bây giờ thì Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình ấn mạnh vô. Không đồng ý mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Bấm nút này là cho nhau cơ hội để sau chương trình mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu mình cảm thấy ồ, cô này không phù hợp, anh này không phù hợp, mình có quyền không bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một. Em nghĩ là một tháng phải thu nhập bao nhiêu thì mới đủ ra ở riêng? Chắc cũng tầm 15. 15. Rồi bây giờ em đi làm thu nhập em được nhiêu tháng? 8-9 triệu. 8-9 triệu. 2. Thí dụ như với cái kinh tế, cái mức thu nhập giống như là bạn chia sẻ, rồi so với cái kinh tế thu nhập của em thì em nghĩ là thì có đủ để mà cùng nhau xây dựng, để mà phát triển cái mái ấm gia đình không? Em nghĩ là ai cũng có một cái hướng phát triển lâu dài hết á, cho nên nó là cùng nhau cố gắng nó sẽ tốt hơn so với một mình cố gắng. Ba. Trời ơi, ông bấm bí ti kì vậy. Trời ơi, thiệt chứ chị không hiểu sao mà cô bấm em luôn á. Chứ là cổ cho em cơ hội á, chắc người ta cũng thấy là sao chứ còn chị là chị không bấm rồi đó. Chị nói thiệt luôn á. Cái gì mà 34 tuổi không có định hướng rõ ràng, hỏi cái gì cũng không biết, chừng nào lấy vợ cũng không biết, tiền đâu lấy cũng không biết, bấm cái nút cũng không xong nữa. Nản ghê á. Chúc mừng em nha, nhưng mà cơ hội may mắn không có đến nhiều lần. Sau cái chương trình ngày hôm nay, chị Tường nói vui thôi, nhưng mà mình phải dành thời gian thật sự suy nghĩ về cuộc sống. Trước mắt là hôm nay mình có một người bạn gái mình mới làm quen rồi, mình phải có trách nhiệm. Mình đi làm, mình đôi bên mình phải quan tâm thăm hỏi nhau, rồi mình thúc đẩy nhau để cùng phát triển kinh tế. Bản thân em, riêng cá nhân em phải dành thời gian suy nghĩ về tương lai của mình. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Rồi, nắm tay nhau. Như chị Tường chia sẻ lúc nãy, hồi nãy nắm đây á là mình nắm để đo cảm xúc, còn nắm này là nắm thật sự mình đồng ý mình quen nhau. Nhớ cái vụ tôi nói nha, yêu đương sao chưa cần biết mà 3 tháng phải sụt xuống 5 kg cho tôi nha. Đó là động lực để hai bạn đến với nhau. Trách nhiệm của em phải làm cho cô ấy đẹp hơn mỗi ngày, được không? Dạ được. Hứa không? Cái đó là công việc của em. Cam đoan không? Lấy thù lao rẻ rẻ thôi nha. Rồi, đây chị Tường thay mặt chương trình gửi tặng cho em món quà để làm đẹp nha. Trời, làm đẹp của người ta, ông cũng đưa ta, ông nắm tay đi, đừng có buông. Khổ tâm ghê vậy đó. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều, hy vọng là một ngày không xa biết đâu được. Nhiều khi thấy vậy, em là chị thấy chưa chín chắn bằng cô này á, ráng thúc đẩy ảnh nha. Ảnh thúc đẩy em giảm cân, em thúc đẩy anh phát triển sự nghiệp. Rồi biết đâu, nhiều khi nói vui vui vậy thôi, nhưng mà sau này biết đâu thành cặp đôi thì sao, tuổi này lấy nhau là đẹp rồi. Đồng ý không? Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Kính thưa quý vị có xem chương trình mà thấy bà mối hôm nay có hơi khó tính xíu thì quý vị cũng đừng có la Tường, đừng có trách Tường. Cái anh này anh phải bị la như vậy mới được. Biết đâu tôi la vậy sau này anh phấn đấu lên, anh sẽ là tốt hơn, thành công hơn trong cái công việc cũng như là sự nghiệp của anh, thưa quý vị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Và kính thưa quý vị, thì Tường cũng xin thông báo với quý vị luôn là hôm nay cặp đôi chúng ta đã thành công, và chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò vừa mới ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Kính thưa quý vị, thông tin tuyển chọn những người tham gia chương trình cho chương trình Hẹn Ăn Trưa, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0942 461309, hoặc là fanpage Hẹn Ăn Trưa để các Tường làm mai mối cho các bạn nha. Nhớ là mình chia sẻ cho nhiều người biết thông tin này để đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa nha quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa.
Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 18:00 trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hai cô gái thật là xinh đẹp bên nhà gái. Xin mời. Wow. Dễ thương cực kỳ luôn. Ở dưới thì chúng tôi đã thấy có quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái, cùng quý vị khán giả hôm nay ai cũng rất là xinh tươi và hào hứng, giống như là ông mai bà mối vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Dương Chiến, năm nay 29 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em có một giọng nói khá là trầm ấm, thỏ thẻ bên tai người con gái thì tuyệt vời. Trời ơi. Còn điểm yếu chắc do tính chất công việc của em. Em thường xuyên đi xa nhà. Thì sau đợt dịch vừa rồi thì ngành du lịch nó có nhiều biến động, cho nên thì em phải học thêm 3 khóa MC. Đó là MC tiệc cưới, MC sự kiện và MC song ngữ. Vừa đi học cũng vừa đi làm luôn đúng không? Dạ. Hay là học xong rồi? Dạ em học xong rồi, hiện tại em làm song song hướng dẫn viên du lịch và MC tự do. Những thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Có sở thích đam mê gì không? Dạ em có một cái sở thích nữa, đó là sáng tác thơ. Và may mắn thì em đã giành được 3 giải tác giả trẻ. Trời, ghê vậy? Trời ạ. Wow, rồi. Một chút xíu nữa khi có bạn gái thì chị sẽ mời em đọc một bài thơ nào đó do em sáng tác nha. Ngoài sáng tác thơ thì em có khả năng nữa, đó là em lồng tiếng phim, giả giọng. Giả giọng vậy? Bây giờ em giả giọng ai, em làm một cái chị coi giờ em giả giọng ai nè. Bây làm giờ luôn. Em giả 3 giọng nha. Rồi, Quý An Lạc. Ai cho nàng vào đây? Lý Ngọc, Lý Ngọc. Tình cổ đồ tài Lý Ngọc dám tùy tiện cho nàng vào đây. Còn nữa, nàng ăn mặc kiểu gì chẳng ra thể thống gì. Quan hoàng thượng tha mạng, nô tài biết lỗi. Xin quan thượng khai ơn. Người An Lạc, cả đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Nếu có kiếp sau, đổi lại nàng bảo vệ ta được không? Nàng bảo vệ ta được không? Dễ thương, được. Cười nhìn chị thôi chứ nhìn bạn này là tôi nghi ngờ lắm á. Được vậy đâu. Đó là một số những thông tin của bạn Dương Chiến ha. Sinh năm 94, quê ở đâu cưng? Dạ quê em ở Kiên Giang. Kiên Giang, lên thành phố được bao lâu rồi? Em lên thành phố thì 4 năm. Tại vì em rồi ông lên mấy năm mà ông cũng không nhớ nữa. Em lên 3 năm rồi sau đó thì ngay đợt dịch thì em phải trở về quê. Rồi mời cô gái ghế xanh bên kia. Dạ ghế xanh, em giới thiệu về mình đi nè. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Minh Anh. Năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Chị quê quán em ở đâu? Dạ quê em ở thành phố luôn À vậy hả? Em quê hiện tại. Dạ công việc của em là nhân viên tài chính. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm yếu của em là em hơi ngại giao tiếp. Còn điểm mạnh của em là em biết lắng nghe, quan sát, với biết nấu ăn nữa. Những món ăn thử trường của em? Dạ món gà. Dạ món gà. Gà luộc hả? Gà nào em cũng biết làm á. Em thấy bạn Chiến bên đó lồng tiếng hay không? Dạ hay ạ. Hay hả? Dạ. Em rảnh rỗi em làm gì nè? Dạ thường thì em sẽ đi du lịch. Bên kia người ta cũng hướng dẫn du lịch đó. Dạ. Đi đảo đồ hả? Đi Đà Lạt, Vũng Tàu đồ. Với lại em thích nghe nhạc với xem phim luôn. Nghe nhạc xem phim luôn. Dạ. Mời em trai ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Hưng, Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng. Em sinh ra lớn lên ở Phú Thọ. Nghe nó lớn lên 24 tuổi. Bên kia mới nghe được. 24 là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1998 ạ. 1998. Công việc hiện tại của em đang làm điều phối vận tải. Cụ thể là làm gì nè? Là em ngồi ở văn phòng hay là ngồi em văn phòng điều công. Em sẽ chở hàng của công ty á hả? Dạ, và làm việc với khách hàng. À. Bên nhà cung cấp. Ở quận mấy? Em ở Thủ Đức ạ.
Vậy là vào đây được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 2 năm. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hưng? Điểm mạnh của em là kiên trì trong công việc. Điểm yếu của em thì là ít nói, trầm tính. Cũng có vậy thôi. Có vậy thôi? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Lúc rảnh rỗi thì em nghe nhạc, xem phim. Thể loại phim mà em thích xem? Phim tình cảm. Em có qua xem vui với chị cũng thích. Không, nó ít nói mà nó cười không à. Nãy bên đây nói cũng cười, bên đây nói cũng cười. Thằng bé dễ thương, tươi lên. Nói chuyện lớn lên nha, hôm nay có bạn gái nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn gái ghế đỏ bên kia. Rồi, ghế đỏ, em. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Bích Huyền. Em 22 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là lễ tân khách sạn ạ. Em ở đây thì ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Ở quận 7 hả? Dạ, ở với ai? Dạ, em ở với mẹ với em trai của em. Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nói tiếng Nam xấu quá vậy? Đâu, dạ, tôi coi em xin cô gái Huế cùng quê với tôi à, coi. Chị biết không? Giờ khoe chị Tường là điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em giao tiếp tốt. Điểm yếu của em là em hơi thiếu tự tin về bản thân. Chỗ giao tiếp tốt là thiếu tự tin. Rồi thiếu tự tin sao giao tiếp tốt? Em dễ thích nghi với môi trường mới á. Với lại em dễ nói chuyện với người lạ. Ủa, dễ đó, vậy sao thiếu tự tin? Em không biết nữa. Còn điểm yếu, điểm mạnh gì nữa không nè? Em không có biết nấu ăn. Vậy chứ nhà ai nấu cho em ăn? Mẹ em nấu. Mẹ em nấu em ăn. Dạ. Thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm gì, có sở thích gì không? Em thích đi du lịch với lại em đi xem phim. Thế loại phim mà em thích xem là gì? Em thích xem phim hành động với phim ma. Cái giấc em coi phim ma là giấc mấy giờ? Em coi ngoài rạp á anh. Chứ em không có dám coi mình. Đó là thông tin cơ bản, từ từ mình sẽ đào sâu hơn ha chị Tường. Rồi ha? Bây giờ mình sẽ đi vô cái tình duyên đi. Quay lại với chàng trai ở ngồi ở ghế xanh nè. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình sâu đậm thì em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời sinh viên. Thì em quen bạn đó, bạn học ngành giáo dục tiểu học. Còn em là lúc đó là em học ngành Việt Nam học, văn hóa du lịch. Tụi em đã trải qua cũng 3 năm sau khi mà tốt nghiệp ra trường. Thì do tính chất công việc của hai người khác nhau, bạn phải trở về quê để làm việc tại địa phương. Còn em thì em là em đi long bông. Còn cái mối tình thứ hai, lúc đó là em là hướng dẫn viên du lịch ở Đồng Tháp. Các bạn kia thì là khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Em dẫn tour đi Đà Lạt. Nhưng mà em dẫn tour của cổ luôn. Dạ đúng rồi. Thì trong một cái đoàn tour thì rất là nhiều khách. Và em là hướng dẫn viên, em phải quan tâm hết tất cả mọi người. Đúng. Chứ không phải quan tâm một riêng một mình bạn. Buổi tối ở Đà Lạt, mọi người đi tự do. Em mới có thời gian rảnh tự do phải không? Đó, lúc đó là em cũng rảnh, em tự do và em đi lội qua ra Hồ Xuân Hương. Bạn đó, bạn cũng lội đi một mình. Mà em là hướng dẫn viên du lịch thì mình lúc nào cũng chỉnh chu mọi thứ. Ví dụ em chuẩn bị áo khoác, dù mọi thứ cái thấy bằng lạnh, cái em biết là khách của đoàn mình. Em đưa, vô tình bạn nhận thấy cái điều đó, bạn nghĩ là mình có tình cảm với bạn. Chứ thật ra là em không có. Đó là em không có tình cảm. Em chỉ là lịch sự, là chu đáo cho cái nghề nghiệp của mình thôi. Yeah. Cái đó là giống như là em thảo mai để em được khách hương đó. Khách hương. Rồi sau đó thì cái bắt đầu bạn cũng điện đến công ty, bạn đặt riêng một mình em coi nó để đi tour đi Nam Du, bạn đặt riêng một mình em luôn. Rồi sao nữa? Nam Du thì mọi người biết rồi đó. Nó thì đẹp nhưng mà nó vắng vẻ và hoang sơ nhiều lắm. Buổi tối thì bắt đầu là... Là lúc đó đi tour 2 người. Dạ đúng rồi, 2 người. Dạ đúng rồi, 2 người. Nhưng mà ở phòng riêng. Dạ ở phòng riêng. Đương nhiên rồi. Buổi tối thì bắt đầu dẫn đi ăn đi uống rồi. Tour mấy ngày, tour mấy ngày? Dạ tour đi Nam Du 2 ngày. À. Lúc đó là em mới vừa đạt giải thơ, giải tác giả trẻ thể loại thơ. Tối đọc thơ cho nghe. Rồi em đọc cho nghe bài thơ. Bạn cũng hỏi là em thích người yêu như thế nào. Em cũng nói là em thích cái gu mà nhỏ nhỏ con xíu. Bạn đó thì cũng khá là mập, cũng không phải là gu của em. Trời thì, ơi. Em thường đi tour biển mà. Trên bờ biển mà cõng người yêu đi thì nó cũng khá là ok. Nên nhỏ nhỏ chút xíu thì dễ cõng. Trả lời người ta vậy luôn á. Dạ. Rồi xong rồi. Mà em lúc đó em có biết là người ta thích em không? Dạ không. Sau cái chuyến tour đó là khoảng 3 tháng em nhận thêm show, dẫn chương trình nữa. Như quê vậy đó. Em nhìn xuống theo sao thấy quen quen. Là 3 tháng sau? Dạ 3 tháng sau bạn bắt xe xuống dưới Đồng Tháp. Bạn ngồi với hàng ghế khán giả. Wow. Dạ em thấy ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Ủa sao mà ốm lại dữ vậy? Wow. Giảm 2 mấy kg. Trời ơi. Trời ơi trời. Một tình yêu vĩ đại và mãnh liệt. Vậy phải yêu thôi. Rồi lúc đó bắt đầu em cũng thấy người ta cũng thì bắt đầu mới ra ngoài đi cà phê nói chuyện với nhau, rồi từ từ cũng nảy sinh tình cảm. Quen cũng một thời gian là 2 năm mấy, cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra nhưng mà lãng mạn thì nhiều hơn. Đến khi mà chúng em dừng lại rồi á thì vẫn lãng mạn nữa. Em dừng lại thì bạn ấy nói là mình bắt đầu từ chuyến tour Đà Lạt thì thôi bây giờ nếu mà có lỡ chia tay rồi thì bây giờ mình cùng đi đến cái nơi bắt đầu để mình kết thúc. Và hai đứa em đã được trở lại đi Đà Lạt, rồi sau đó là mình anh ấy về. Ủa?
Dạ chia tay. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hay hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con. Nhưng mà em thấy như thế này là mỗi lần mà em đặt chỉ tiêu ra tới khi mà em quen người á, không có nằm trong chỉ tiêu luôn. Tình cảm là thứ rất là khó nói. Hy vọng ngày hôm nay sẽ chọn được một người nha. Tính tình của người bạn gái em thích sao? Em thích không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo một chút xíu. Không hoàn hảo là gì đó? Em có thể là em giúp cái mối quan hệ đó hoàn hảo hơn, hoặc là em gọi là có thế. Còn nếu như mà một người hoàn hảo quá thì mình không có gì để làm. Mọi thứ nó chỉnh chu, nó cứ đều, nó không có thăng và nó không có trầm. Em muốn cái điểm gì không hoàn hảo nhất ở người phụ nữ? Có thể nấu ăn. Tại vì em là một hướng dẫn viên du lịch, em có thể ăn được khẩu vị ba miền và em cũng biết nấu ăn. Cho nên bạn nữ không cần có phải nấu ăn. Có thể không biết nấu ăn. Có thể được. Là để những lúc giận nhau hoặc là những lúc mà muốn thể hiện tình cảm. Có thể là em chỉ bạn ấy nấu ăn và hai đứa cùng nấu ăn. Còn một bạn mà mọi thứ đã chỉnh chu hoàn chỉnh quá thì có khi mà em động tay vào các bạn ấy không hài lòng nữa. Trời, cô bé này không hoàn hảo chút nào cả. Ở đây cũng vậy luôn. Trời ơi. Nào cô bé không hoàn hảo. Minh Anh. Dạ. Em hãy tâm sự về chuyện tình cảm của mình đi. Dạ, em có hai mối tình. Một mối tình là hồi em học cấp 3. Còn một mối tình là cách đây một năm. Tại vì những mối tình này hồi lâu giờ ai cũng kể là quen nhau rồi biết nhau rồi xong rồi tốt nghiệp, xong rồi ra trường mỗi người vẽ nhánh, chấm dứt. Dạ. Trời ơi, hình như là ai cũng vậy đó ta. Còn mối tình thứ hai sao nè? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm. Lúc đó là em đi làm ở một quán cà phê. Xong rồi em với lại cái anh đó gặp nhau. Rồi hai người quen nhau. Quen được 3 năm rồi tên chia tay. Tại vì hai người không cùng suy nghĩ nữa anh. Không cùng suy nghĩ là sao? Cảm thấy không có giống nhau về suy nghĩ tất cả mọi thứ luôn á. Thì em quyết định là dừng lại. Chia tay anh ấy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, chia tay cách đây 1 năm rồi. Bây giờ mẫu người mà em muốn chinh phục là người đàn ông như thế nào nè? Cao 1m7. Cao 1m7? Dạ, phải cao hơn em xíu tại em 1m62 rồi. Tương tất với lại Thơm. Tương tất với lại Thơm. Oh no. Thơm, bộ đã từng gặp người không thơm hay sao vậy? Dạ. Vậy là vậy hả? Đã từng gặp người không thơm luôn hả? Dạ cũng có. Vậy là em biết là mối tình thứ hai là cái khi mà em phát hiện ra đối tượng không có thơm thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Em bị tụt mốt đó chị. Em kiểu em thích những người thơm, tại có ấn tượng những người như vậy hơn. Bên đó à? Ổn không à? Ổn anh ơi, ổn. Ổn đúng không? Dạ. Mình vẫn tự tin để mà tập tạ và nâng tạ đúng không nào? Dạ. Em cân nặng bao nhiêu ký nè? Dạ em 58 ký. 58 ký nha. Hơi nặng ha. 58 ký bằng chị Tường luôn rồi đó. Cao bao nhiêu à? Dạ 1m62. 1m62, 58 ký. Cũng ổn, hợp lệ. Ok. Nói chung là phụ nữ phải tròn trịa, có da có thịt giống như chị Tường vậy đó mới được. Cái tướng vậy mới mắng đẻ em ơi, lấy về vậy ốm yếu quá làm sao mà có sức khỏe đẻ con nuôi con. Đúng không quý vị? Trời ơi. Tới càng trai ghế đỏ làm gì toát mồ hôi dữ cưng. Lau mồ hôi trán nè, lau mồ hôi trán nè. Đó, đẹp trai, cười tươi lên nè. Đó. Thơm không? Thơm, chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm. Chắc chắn là thơm, được. Vì mẹ em cũng tên Thơm. À dạ, vì mẹ em cũng tên Thơm. Trải qua mấy mối tình rồi? Trường em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì vào năm học cấp 3 cũng được 2 năm. Mối tình thứ hai là vào năm đi học sinh viên cũng được hơn 2 năm một chút. Giai đoạn đó là mắc một chút vấn đề. Vấn đề về gì? Về em đầu tư vào làm hợp ăn. Hợp tác làm ăn. Vâng ạ, nhưng mà bị thua lỗ. Em làm ăn rồi thua lỗ rồi ảnh hưởng đến tình yêu hay là vâng. Em với bạn đó cùng làm ăn với không, nhau? Em làm ăn riêng nhưng mà do mình bị cả một stress, một chút áp lực. Thành ra mình lơ đãng đi, có một chút nuối tiếc. Có một chút nuối tiếc. Có tiếc không? Có tiếc. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Đến nay là được 3-4 năm rồi. Người đó chủ động chia tay hay là em? Em chủ động chia tay. Sao chị em lên đỉnh mà rồi em chủ động chia tay rồi em tiếc? Giai đoạn đó em kiểu đang bị stress, áp lực, bệnh trầm cảm. Em bị tủi thân em và em thấy là không lo lắng được cho người phụ nữ để em chia tay. Cũng có thể là một suy nghĩ là vậy. Và khi em chia tay thì phản ứng cổ như thế nào? Người ta níu kéo vẫn đợi em 1-2 năm. Có hết stress rồi không quay lại tìm? Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Lúc em quay lại tìm thì người ta lấy chồng. Trời, đợi 2 năm thôi quay lại tìm lấy chồng rồi. Dạ. Nên giờ nuối tiếc. Dạ. Bây giờ em thấy em lớn chưa? Giờ em lớn. Lớn hả? Chứ chị cũng thấy em nhỏ lắm á. Em nhỏ với tuổi nhưng mà trưởng thành so với
hơn 20 tuổi lớn rồi phải không? Dạ. Bây giờ là yêu là cho 21 không có đủ thừa, là tại vì còn dạ, chưa đời, chưa đủ lớn hay chưa đủ trưởng thành nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Cũng có tính trưởng thành, ngoại hình dễ nhìn một chút đó, biết quan tâm em, thế là đủ rồi, còn đâu là em lo được. Biết quan tâm em, còn nhiêu em lo được? Cao thấp mập ốm có tiêu chí gì giống như anh chàng ghế xanh không? Dễ nhìn thôi, cũng dễ nhìn thôi ạ. Tức là múp múp một tí cũng có sao đâu. Múp múp một tí có sao múp đâu đúng không? Múp múp chưa à, múp càng đáng yêu. À. Bây giờ mời cô gái ghế đỏ. Chuyện tình yêu em thế nào? Dạ em cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời con nít đi học cấp 2 anh. Cấp 2 hả? Dạ. Mối tình thứ hai của em là chia tay cách đây một năm. Tâm sự anh nghe coi. Dạ, cái mối tình mới đây của em là một cái mối tình rất là sâu đậm với em. Một năm trời. Dạ không, em quen bạn đó tới 2 năm rưỡi rồi. Sao nè? Dạ, em quen bạn đó mà em bị tụt cân đến còn có 37kg mà em. Tụt cân đến còn có 37kg mà em. Ủa mà sao? Sao vậy? Tự nhiên làm gì mà tụt cân xuống dữ vậy? Bạn đó cắm sừng em. Nhưng tại sao em biết em bị cắm sừng? Em nói chung là cái đó là linh cảm của một người con gái khi mà mình có bạn trai. Nhưng mà em có gặp trực tiếp không? Qua tin nhắn điện thoại. Chứ em chưa gặp cái đối tượng đó, chưa gặp cái người thứ ba đó. Dạ chưa. Phát hiện ra tin nhắn điện thoại thì em có nói cho anh đó biết không? Dạ có. Rồi bạn đó phản ứng như thế nào? Thì bạn đó nói với em là bạn đó chỉ bị say nắng người ta thôi. Rồi sao nữa? Em có tha thứ không? Dạ có. Em đã quyết định tha thứ cho bạn đó một lần. Và em quen tiếp. Và em bị tiếp. Là vẫn một người đó hay là người khác? Dạ người đó luôn. Vẫn người đó luôn? Dạ. Rồi lần này em có tha thứ nữa không? Em vẫn tha thứ. Em rộng lượng bao dung quá. Rồi sao nữa? Tiếp tục thêm một lần nữa. Và người đó luôn? Dạ cũng là một bạn đó thôi ạ. Sau đó thì tụi em cũng quay lại. Lần thứ ba vẫn tha thứ? Dạ nhưng mà khi tha thứ xong rồi em tự cảm thấy bản thân mình không còn tin tưởng nữa. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Em nghĩ cái đó em đang lụy á. Nên là em mới như vậy. Xong thì cái mùa dịch bắt đầu giãn cách thì em đã chia tay. À, có khoảng thời gian mà. Để mà khi mà em có thể tập cân bằng lại trong cái mùa dịch. Em tự nhìn lại bản thân của mình với những gì mình đã phải chịu đựng cái thời gian đó. Và bây giờ em đã lấy lại số cân nặng của em chưa hay là? Em hiện tại 47kg. Thì hiện tại mọi người, bạn bè em nói nhìn em tròn với tươi hơn hồi xưa nhiều lắm. Ngựa quen đường cũ, những cái gì nó đã như vậy rồi nó khó lắm. Rồi có tới nữa em có tha cho 10 lần cũng y thì vậy. Cũng vậy à. Đúng cái em, người mà người ta thật sự yêu thương mình chẳng bao giờ làm mình bị tổn thương bất cứ một lần nào. Bỏ qua nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em tìm một bạn tử tế, đàng hoàng, biết chăm sóc em. Em từng quen một người mà người đó không chăm sóc được cho em. Em muốn chăm sóc như thế nào? Em thấy nhỏ nhặt giống như đại nón bảo hiểm cho em, đưa rước em đi làm hay là những cái nó rất là nhỏ thôi cũng được. Nói chung là có cái sự quan tâm. Dạ có một cái sự quan tâm đến em. Giờ ngày hôm nay em tới chương trình này với ai? Dạ em tới với bạn thân của em. Bạn thân của em. Gì? Là cái xanh cái đỏ hai người là bạn thân của nhau. Dạ. Bữa nay không lẽ có những trận thương tàn ở đây sao? Rồi bây giờ thí dụ nè. Bây giờ thí dụ nè, rồi rủi như bây giờ hai đứa em cùng thích một chàng trai bên này thì làm thế nào? Tình bạn có chắc bình lâu. Hả? Dạ, cái đó thì... Em không biết. Nhưng mà lát trước khi bấm nút là không có được trao đổi nha. Chứ không có vụ trao đổi nhau. Ê thôi mày xanh tao đỏ, mày đỏ tao xanh là không có được. Tình yêu là không có nhường nha. Không, bây giờ là... Mình bây giờ hai đứa bắt tay nhau thề nhau trước chương trình đi nè. Là dù gì đi nữa tình bạn vẫn bình lâu nè. Ổn không? Dạ ổn. Ủa? Rồi làm đi. Hai đứa là bạn thân nhau quá. Dạ. Em với bạn Minh Anh là bạn thân 13 năm rồi. Trời đất ơi, tụi em làm sao làm. Đừng có để sức mẻ cái tình bạn 13 năm của người ta đấy chứ. Trời ơi. Ủa nếu vậy là ở với người thân ở dưới có biết tụi trời em không? Trời ơi trời. Dạ, em biết chứ. Biết hết hai bên luôn. Ừ. Biết hai tụi em luôn ạ. Là bốn đứa tụi em chơi chung nhau luôn. Ủa từ nhà gái trước ha. Nhà gái rồi, đi. Ok. Bây giờ hỏi hai em nè. Rồi mời em gái. Em tên gì? Dạ em tên là Huỳnh Anh. Em cũng là bạn của bé Nguyễn luôn. À. Mặc dù là hai trên người trên này đều là bạn của em mà tụi em chơi thân với nhau đương nhiên em phải biết. Chơi thân không có nghĩa là cái gu thích trai giống nhau. Đúng không? Mỗi dạ, người một gu. Thì bây giờ em nói coi là hai chàng trai trên này anh nào hợp với bạn nào? Chơi với chung các bạn thì em cũng biết được tính của các bạn là như thế nào. Nhưng mà sau những gì các bạn nam chia sẻ thì em chỉ chọn được có một bạn thôi. Chọn được một bạn. Bạn nào? Chọn bạn nào? Em chọn bạn ngồi ghế xanh. Chọn cho bạn nào bên kia? Dạ em chọn cho cả hai bạn. Trời ơi. Cái này sức mẻ đó trời. Trời ơi. Cái này không có sức mẻ đó.
Bạn này có thể là vừa chăm sóc được cho bé Huyền, vừa có thể là trưởng thành hơn và có thể là một cái người đi trước để mà bảo vệ, chăm sóc cho bé Huyền. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy bạn cũng hợp với bạn Minh Anh, tại bạn Minh Anh hiền. Em có muốn chơi chung nhóm đó không vậy? Hay là em nói câu này để hay lại nhóm luôn. Đây. Bác xoay qua các bạn kêu cho chị coi. Em chào chị Cát Tường với anh Đạt. Em là Đạt Thành, em bạn của hai bạn đó luôn. Cũng bạn hai bạn này luôn. Dạ. Rồi, em nói một câu công tâm thôi nè, ý em sao? Dạ, em thấy thì hai anh bên đây thì nếu lúc mà chia sẻ thì em hai anh cũng được. Nhưng mà nếu mà em thì em sẽ chọn cái anh ngồi ghế xanh cho bạn Minh Anh. Minh Anh ghế xanh với ghế xanh. Ghế xanh với ghế xanh. Dạ, ghế đỏ với cho bạn Huyền. Cái anh ghế xanh bên đây thì ảnh chủ động, tại vì Minh Anh hơi hiền với hơi gục ghè chị. Còn cái anh áo đỏ thì ảnh ít nói nhiều hơn, còn bạn Huyền ở ngoài bạn hoạt bát nhiều. Chia đều. Nghe vậy nghe nó còn ổn áp. Chia đều. Rồi, cảm ơn hai em nhiều nha. Bây giờ mình qua tới bên họ nhà trai đi. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Tuấn Anh, em là người nhà của bạn nam áo trắng. À, bạn ngồi ghế đỏ. À, ghế đỏ. Rồi. Theo em thì em thấy hai bạn nữ bên này đều rất là ok ạ. Cảm ơn. Đều hiền lành và dễ thương. Để mà chọn thì em sẽ chọn bạn ghế đỏ cho bạn em Hưng. Còn bạn ghế xanh thì thế cho bạn nghĩ sao? Thôi em người nhà, em đỏ, nhà chọn cho cái đỏ thôi. Em có phải người nhà cũng xanh đâu mà em chọn cho người ta luôn. Trời, em cảm nhận là như thế và em cũng thấy ở bên họ nhà gái nói cũng được hợp lý. Cảm ơn em. Nhà trai cũng hùng hậu quá ha. Hào hứng và háo hức quá rồi. Háo hức quá, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Hành động liền. Hành động. Trời ơi. Chết rồi. Dạ thưa quý vị khán giả, em xin chia sẻ với quý vị như thế này. Là trước khi đến đây thì em có mua sách. Nhưng mà trong quá trình chạy xe đến đây thì cái bọc ni lông nó còn. Nhưng mà hai cuốn sách không còn nữa. Xin lỗi hai bạn bên đó. Vậy giờ mình đọc thơ đi được rồi phải không Đạt? Giờ mình không có sách thì mình đọc nội dung trong sách chứ giờ sao? Dạ, như vậy thì em gửi đến hai em cũng như quý khán giả, hai anh chị một bài thơ em sáng tác mang tên là Màu Hoa Tím. Vỗ tay quý vị ơi. Còn chi hoa tím em ơi, anh giờ có vợ, thôi em đừng buồn. Lặng nhìn hoa tím lệ tuôn, tiếc chi một mảnh tình sầu như anh. Chớ vì anh mà lòng hiêm chạnh, kẻ phụ tình xin hãy thứ tha. Cành hoa tím để anh xin trả, gửi lại em tấm chân tình này. Ngày hôn lễ em hãy đến, lần cuối cùng trước lúc chia xa. Tím chi tím cả lời chào, tím lòng tím dạ tím trao tay người. Tím lòng tím dạ tím trao tay người. Em sáng tác lâu rồi cho nên thì cũng không nhớ rõ lắm. Bài thơ này em sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật của người bạn của em. Nhưng phải em nha quý vị. Nhưng phải em nha quý vị. Cảm xúc của em khi nghe thơ của anh thế nào? Mời em gái ghế xanh. Dạ em thấy hay. Dạ. Nghe buồn. Thí dụ như mà bạn trai của em mà đi lấy vợ đó thì đám cưới của ảnh em có tới không? Dạ chắc em không tới đâu. Dạ chắc em không tới đâu. Nghĩ sao đi lấy vợ còn rủ người ta tới làm gì nữa? Làm như chia tay nhau phải lên đến Đà Lạt để tới nơi bắt đầu. Còn phải bào tiền mừng của người ta nữa. Gái ghế đỏ em cảm nhận như thế sao nào em? Về thơ của anh Chiến? Tại em không thích nghe thơ nên là em thấy bình thường. Em thấy bình thường. Đó, tôi thấy đầu tình bạn bắt đầu gắn kết rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy nói cho nhau biết cảm nhận của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra. Toát mồ hôi dữ vậy, nói trước đi cưng. Cảm nhận là bị sét đánh. Bị sét đánh. Sét đánh hả? Sét nào đánh em vậy? Sét đánh. Sét trong trường quay đánh. Sét trong trường quay. Sao xíu rung động gì chưa? Có hơi run run. Hơi run run. Có xác định được đối tượng chưa hay là còn mơ hồ? Có đối tượng. Có đối tượng luôn rồi. Dạ. Thế còn em? Còn em thì em khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Vậy bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích thứ nhất là nhìn cái vẻ bề ngoài hiền một chút xíu, dẫn cái gu nhỏ con.
người mà mang cái nét người yêu cũ thì em cũng có một chút xao xuyến, nhưng mà em sợ lại quá khứ lại lặp lại một lần nữa. Em sẽ không nói là bạn nào cho em cảm xúc mới và cả bạn nào là cảm xúc như người yêu cũ đã mang lại. Nhưng mà thật sự khi nãy nghe hai câu chuyện của hai bạn chia sẻ, em rất là mừng. Tại vì em đến đây em rất là sợ khi mà bên kia mở ra một cánh cửa nào đó mà một cái bạn nào đó chưa trải đời, chưa có mối quan hệ nào hết, thì em sợ em là người đến để dạy cho bạn học cách yêu, rồi để rồi bạn học đủ rồi bạn rời đi. Các bạn nghĩ sao khi mà có rất là nhiều bạn nam đến với chương trình và chỉ mong chương trình làm mai cho mình một cái người phụ nữ còn trong trắng? Trả lời coi bé. Đối với em thì cái suy nghĩ đó thì nó là tầm thường. Tầm thường? Vâng. Tại sao? Bản chất của người con trai luôn muốn chinh phục, người cứ đòi chinh phục hết người nọ người kia thì lấy đâu ra người nữa mà chinh phục. Còn như em thì đến với nhau là tình cảm, cảm xúc, chứ không phải là những cái thứ tầm thường như vậy. Cảm ơn hai bạn, cảm ơn hai chàng trai của thế hệ mới. Rồi hai em gái đi. Em gái. Cảm xúc của tụi em như thế cảm nào xúc khi cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xao xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì chưa. Trời ơi, nhỏ này nó cứng cựa ghê ta. Còn em? Dạ em thấy hai anh dễ thương. Anh ghế xanh em cảm thấy anh là một người sâu sắc. Anh ghế đỏ thì em thấy anh điềm tĩnh, có vẻ trưởng thành. Em thích đàn ông nói nhiều hay là hành động? Dạ em thích hành động hơn là nói, có cái sự trưởng thành trong suy nghĩ. Còn em? Dạ em cũng giống bạn đó. Nói chung thì con gái ai mình cũng thích đàn ông người ta thể hiện nhiều hơn là nói. Nếu mà đàn ông mà ít nói quá thì nó sẽ rất là khô khan. Ví dụ giờ hai đứa hẹn nhau đi chơi mà nhìn nhau hoài, mình phụ nữ mình không thể chủ động, rồi đàn ông cũng không nói luôn, thì làm sao ra câu chuyện? Cho em chia sẻ với hai bạn là không phải là đàn ông nói nhiều hay là nói ít, quan trọng đàn ông nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, nói nhiều nhưng mà làm được nhiều, đó là em. Không, thật sự là nhiều người nói tôi không nói tôi sẽ làm thôi, nhưng mà nếu mà không nói thì nó sẽ không có cơ hội để làm. Đối với chị nghĩ là những cái gì cần nói thì cũng phải nói phải đi đôi với làm. Nếu mà im lặng không thì nó sẽ rất căng thẳng. Có những lúc cần phải nói, chỉ một câu nói thôi nó có thể giải quyết mọi vấn đề, mà mình im lặng sẽ làm cho không khí nó rất là căng thẳng, và đôi lúc cái sự im lặng nó cũng sẽ làm cho tình cảm nó rạn nứt. Đó là kinh nghiệm của chị. Nhưng mà nếu đàn ông nói nhiều quá, nói trên trời dưới đất ba hoa chích chòe, nói mà chẳng biết mình nói cái gì, chẳng biết mình làm cái gì, thì đàn ông đó đối với chị cũng vứt. Người đàn ông đó không nói nhưng mà phải lắng nghe mình nói và phải có phụ họa theo. Vậy hả em? Ồ anh biết rồi này kia. Chứ còn nếu mà cứ đơ cái mặt mà không có một cảm xúc gì hết, mình cũng tuột mút để nói. Đây, bây giờ mình ít nói. Này ít nói nè. Mình hát đi. Ừ. Bên kia người ta làm thơ rồi. Giờ mình hát đi nè. Không có đổ mồ hôi nữa nè. Xin hỏi hai em thích cái bài gì? Thích chương trình ca nhạc theo yêu cầu luôn đó. Dạ anh cứ hát bài tủ của anh được rồi. Em anh nè. À, thế giới và anh. Thế giới và anh. Thế giới, thế giới và em, anh chọn anh. À, anh chọn em. Thế giới và em. Anh chọn em. À, thế giới và em, anh chọn em. Giới thiệu đi em. Wow. 2, 3. Kính thưa quý vị, có những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn, có những điều đã qua tưởng chừng như lắng đọng, và có những điều vốn dĩ bình thường, những lần gặp mặt, những lần gặp gỡ, rồi những lần ánh mắt chạm nhau. Kính thưa quý vị, tất cả những hỉ nộ ái ố sau đây sẽ được thể hiện qua bài hát Thế giới và em, anh chọn em. Wow. Trời ơi. Hỏi nhân gian điều quý giá nào mình sẽ mang theo giây phút cuối đời, chỉ có tấm lòng chân thành, tình yêu son sắc ta mang theo. Người đời kia vẫn thường đánh đôi, chọn lấy vinh quang hay giàu sang, có đánh luôn là kẻ ngốc nghếch. Em có muốn biết trong lòng của anh thế nào? Dù anh có cả thế giới mà phải không còn em nữa thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần em kề bên rồi ta cùng nhau già đi. Với anh chỉ cần thế thôi. Với anh chỉ cần thế thôi. Wow. Chị không biết hay hay dở mà chị thấy cô ghế đỏ cô cười được là thấy vui rồi đó. Nghĩa là giải chúng giải trí cao rồi đó. Mấy bạn bắt đầu trao đổi nhau. Hỏi đi giờ, rồi mình chủ động nè em. Dạ. Chững chạc nhất nè, mình chủ động mình hỏi hai cô đó đi. Anh hỏi em áo đen nha. Hồi nãy anh thấy em kể về cái mối tình của người yêu cũ, cái giọng nó hơi buồn, cái cảm giác là mình vẫn còn thương người cũ. Anh sợ nếu như mà anh chọn em, anh không phải là người em muốn bắt đầu mối quan hệ mới, mà anh sợ mình là cái vị trí thay thế cho cái người mới tạm thời. Khi mà nhớ lại em thấy hơi buồn thôi, nhưng mà còn tình cảm thì em đã hết rồi. Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Dạ rồi. Em muốn quen theo kiểu một người yêu để tìm hiểu, hay là em muốn quen
và đi xa hơn ở cái mức gọi là người yêu? Em muốn là quen rồi lâu dài đi xa hơn chứ. Cho anh xin phép hỏi, em ngồi ghế đỏ, em có đặt ra những cái tiêu chuẩn riêng nào hay không? Em thì không có gu hay là tiêu chuẩn, chỉ cần nhìn bạn đó có duyên. Nếu mà không có gu, không có tiêu chuẩn, em có phải là quá dễ dãi chứ? Em có phải là quá dễ dãi chứ? Quá dễ dãi hay không thì phải tiếp xúc mới biết được. Rồi, em mạnh mẽ lên nè. Câu hỏi của em đó. Chứ bây giờ đây mới quen đâu có làm gì được đâu, làm giờ mình chỉ có nói thôi. Rồi anh mới hỏi hai em, chung hai em đi. Con người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi thì lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Anh muốn tiến tới một mối quan hệ sâu hơn, qua cả tự yêu, một mối quan hệ gia đình. Hai em có nghĩ đến cái điều đó không? Em gái cái đỏ trả lời trước đi. Một khi em đã đến đây thì em cũng nghiêm túc và muốn tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Có thể mình tìm hiểu nhau vài năm thì em mới muốn kết hôn. Em thì em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. Rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Bây giờ là cơ hội cuối cùng. Thời gian thì đã hết rồi, không thể nào mà ngồi nói hoài được. Bây giờ hai chàng trai, chị Tường sẽ cho các bạn, nãy giờ là mình mới trò chuyện thôi, đây là lúc mình có thể có một chút va chạm để xem. Tại vì giữa nam và nữ nó sẽ có một cái luồng điện, nó trái chiều, nó sẽ hít nhau hay là nó sẽ như thế nào đó à. Thì bây giờ mời các bạn nam qua và xin phép lần lượt nắm tay từng bạn một để mình đo cái độ cảm xúc dành cho nhau. Rồi, ưu tiên em luôn, mời em. Cho anh xin phép nắm tay. Dạ. Tay em hơi lạnh. Dạ, em hơi run. Em run hả? Dạ. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá, anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em. Cảm xúc của em. Em mời. Anh xin phép em. Em biết tại sao anh nắm tay em, anh không nói gì? Sao vậy anh? Em có một nét giống người yêu cũ. Và anh muốn nhìn vào mắt em. Thật sự em thì em nhỏ tuổi hơn bạn bên kia. Nhưng mà những suy nghĩ của em anh thấy nó cũng đã là một người từng trải, chín chắn. Và mình từng tổn thương, mình từng vấp ngã. Mình cùng mạnh mẽ nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dính thính nhiều quá. Phủi tay đi, giờ đừng dính thính cũ nhiều quá. Gì vậy? Nắm tay nói vài lời chứ. À, phải nói à? Ừ. Phải nói. À, xin anh nắm tay giùm tí nữa. Nắm tay nói đi. Nhìn thẳng nhau có 30 giây không? Nhìn ngang nhìn ngửa hoài vậy. Sao anh nắm tay em mà anh nhìn bạn em hoài vậy? Anh nhìn bạn em hoài vậy? Trời ơi. Cũng không đâu. Không có vấn đề không vậy? Mắt em chuẩn. Không chuẩn thì phải nhìn chuẩn. Tại em bị tâm lý gì này. Tâm lý nhìn thẳng mặt. Anh lại nhìn thẳng em nữa rồi. Trời ơi. Chị vô cái đi. Đừng nhìn ta. Để tìm một con người như nào? Dạ, ít nói. Thế là hợp anh hả? Dạ. Xong chưa? Xong rồi ạ. À, xong rồi. Rồi. Có cần qua đây nắm không ạ? À? Dạ, có ạ. Tôi chỉ có mất gì đâu, không nắm ạ. À. Thì đó, tụi em có. Anh cảm thấy em như thế nào? Anh cảm thấy em khá là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nhưng mà gọi xanh hỏi lại là vì sao cứ chỉ tên ngoài ra mà anh nhìn nhìn em. Em nói nhìn anh đâu? Có, nhìn anh nhìn nhìn em, nhưng mà tay em hơi lạnh. Dạ, em hơi run. Run là vấn đề, em lạnh phải trung tình không? Dạ. Anh ấy bảo lạnh hay trung tình? Dạ, chắc vậy. Thế em thì anh lạnh không? Tay nắm. Tay ngấm, thì anh con trai nó phải ngược lại. Dạ. Anh cảm ơn nhé. Dạ, cảm ơn anh. Quá. Ờ, có nắm tay không? Trả lời sao? Có mất gì đâu không nắm hả? Trời ơi trời. Không đi cô gái mà kêu không nắm tay không? Nói dạ. Anh nói dạ vâng ạ, em phải nắm bắt cơ hội chứ.
chứ ai mà lại trả lời có mất gì đâu mà không nắm. Chán ghê luôn á, mốt đi cô gái dắt tôi theo tôi chỉ cho nha trời. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ trò chuyện với nhau ha, thoải mái ha. Âm nhạc nghệ thuật gì cũng có rồi và bây giờ là lúc lắng động. Mỗi người đến với đây đều có hai cơ hội như nhau. Và đây là lúc mình sẽ làm thật đúng với những gì trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế của mình. Rồi, bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5. Khi mà mở cánh cửa ra, một bạn cho em một cảm giác mới và một bạn thì có một cái nét gì đó giống người yêu cũ. Dạ em thấy hai anh dễ thương. Cảm ơn em. Em có chút xao xuyến rung động nào trong lòng chưa? Hiện tại thì chưa, hiện tại thì chưa. 4. Là con người anh ít nói, không thể hiện cảm xúc ra nhiều. Quen nhau rồi, mình lúc đó nó lại khác. Cứ đi sâu vào nó sẽ thấy cái điểm hay. Em cũng tới đây để tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà khi mà quen, nếu mà em cảm thấy đủ để tiến tới hôn nhân thì em sẽ xác định là cưới. 3. Hai, một. Những lời nãy giờ em nói có phải là do run hay là em nói thật? Dạ. Có khi em run quá anh sợ em nói nhầm. Cảm xúc của em, cảm xúc của em. Và bấm ạ. Hết thời gian, hết thời gian. Và kết quả đã có. Chị hỏi em trước, tại sao em không bấm? Như em chia sẻ lúc nãy thì bạn ghế xanh là một quá khứ. Em không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì bạn cho em cảm giác mới. Và em muốn một mối quan hệ bắt đầu bằng một khởi điểm mới. Nhưng mà lúc hồi nãy em đọc thơ, bạn nói bạn không thấy bình thường. Thấy bình thường. Rồi xong rồi cái hỏi có cảm xúc không? Bạn nói em không có cảm xúc. Rồi xong em mới qua em mới nắm tay bạn. Em hỏi là do em run, em nói lộn hay sao? Bạn khẳng định là cảm xúc thật. Rồi một người không cảm xúc với mình thì em là một người rất là nhạy cảm nên em có thể hiểu được những điều đó đúng không? Rồi chị đồng ý. Sao em không bấm nút ai hết vậy? Dạ tại vì em cảm thấy chưa có rung động nha. Vậy hả? Sao thấy lúc trò chuyện thấy cũng ổn ổn lắm mà. Chị thấy cũng được mà. Em nghĩ là nên làm bạn thì tốt hơn. Thế còn em? Dạ em cũng chưa có rung động với ai hết. Mà quan trọng là con bé này nhận xét đúng. Là cái bạn này nắm tay bạn này mà nhìn bé này không à? Bởi vậy cuối cùng bấm bé bên này thấy chưa? Nó hơi trời ơi khổ tâm. Lần sau mà đã như vậy đó, mình đã thích bên đây là mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải quyết đoán hơn. Thậm chí có những người ở đây trong chương trình nè, ví dụ như kêu qua nắm tay không nắm luôn, vì đúng tới người đó thôi, một người một thôi. Ngay từ đầu nếu em thích thì em phải bắn cái tĩnh điện đó ngay từ đầu để cho người ta biết. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha. Rồi mời bốn bạn tiến ra phía trước. Thôi mời đây nè. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia với chương trình.